chương 1994, trớ thuật, kế hoạch này là do thiên tài của điệu vong tộc nghĩ ra, đời đời kế tục. Năm đó hắn từng giúp ta trở thành đại thiên tôn, coi đây là điều kiện để ta trợ giúp cho hắn. Khi tiên hoàng đời trước qua đời, người tiếp nhận vị trí tiên hoàng, quốc sư đời trước đã tìm tới ta. Dựa theo kế hoạch của tổ tiên sau khi cùng ta kết nhân duyên liền sinh ra một đứa bé gái, đứa bé này thân thể thuộc về tiên cương đại lục, nhưng linh hồn nó lại là của điệu vong tộc vốn dưới phong ấn giam cầm của tiên tổ không thể có khả năng xuất hiện biến cố như vậy sức mạnh của phong ấn kia rất lớn nhưng tiên tổ chết đã nhiều năm sức mạnh phong ấn cũng có sự suy yếu hơn nữa trong kế hoạch của thiên tài điệu vong tộc năm đó muốn hoàn thành thì toàn bộ tộc nhân cần phải hy sinh dân lên linh hồn sau khi dung hợp sẽ đối kháng với sức mạnh phong ấn kia từ cổ chí kim tộc nhân của điệu vong tộc ngày càng ít cũng vì nguyên nhân này mà cho đến đời này chỉ còn lại hai người vô số ngàn năm nay tất cả tộc nhân điệu vong tộc chết đi đều lấy phương pháp đặc biệt hóa thành một tầng bảo vệ tồn tại bên trong linh hồn của hải tử sở dĩ nó có thể ra ngoài tổ thành mà không chết có liên quan tới thân thể nó và cũng có liên quan tới sự bảo vệ của những linh hồn tộc nhân điệu vong tộc đã chết cả điệu vong tộc đã tốn thời gian vô số năm mới tới một ngày có thể hoàn thành điều này ở trên người của hải tử cũng chỉ có một mình nó mới có thể làm được điều này cửu đế bình tĩnh nói Hắn nhìn Tiên Hoàng, đem chân tướng chậm rãi nói ra, bởi vì nó là con gái của ngươi nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ cho nó. Thậm chí có thể trở thành thánh công của Điệu Vong tộc, có được hương hỏa mà chỉ có tiên tổ năm đó mới có được Điệu Vong tộc vì giải khai phong ấn mà đã trả một cái giá lớn như vậy, Tiên Hoàng thở dài, thần sắc phức tạp, Điệu Vong tộc ngoại trừ Hải Tử ra, còn một tộc nhân cuối cùng, chính là quốc sư vừa mới chết. Trên thực tế Ngươi vốn có thể không giải khai phong ấn giam cầm điệu vong tộc, nhưng tổ tiên của điệu vong tộc đã tính ra liên đạo chân ngươi có khát vọng với truyền thừa của tiên tổ, dưới sự bức bách của bốn đại thiên tôn chúng ta, ngươi sẽ không lựa chọn bỏ qua, mà phải lựa chọn giải khai. Mấu chốt của kế hoạch này chính là sức mạnh giam cầm điệu vong tộc ở trong đầu của tiên tổ, cho nên phải có một người có đủ điều kiện đê đoạt xá, sau đó bị hút vào trong đầu của tiên tổ. Vì thế, Vương Lâm cực kỳ quan trọng, tiên hoàng trầm mặt trong chốc lát, đau khổ nhìn cửu đế cùng với hải tử thiên tôn ở phía sau chậm rãi mở miệng nói như vậy nếu ta kiên trì không giải khai phong ấn kia mà để cho đầu của tiên tổ lại chìm vào trong tấm cung bỏ qua cơ hội được truyền thừa tu vi của tiên tổ thì kế hoạch của các ngươi chẳng phải sẽ uống phía sau sẽ không như vậy người nói không phải là cửu đế mà hải tử hải tử lúc này hoàn toàn khác trước trên người nàng tràn ngập một loại khí tức thần bí thần sắc bình tĩnh nhìn tiên hoàng nếu ngươi thật sự bỏ qua cơ hội kế thừa tu vi của tiên tổ này, như vậy lực lượng bí mật điệu vong tộc ta đời đời chuẩn bị sẽ được phát động. Trên toàn bộ 72 châu của tiên tộc, tất cả những linh miếu sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Tất cả những linh miếu kia đều đã chuẩn bị để đánh thức linh hồn đang bị phong ấn trong các châu, lấy sự thức tỉnh của chúng để khiến cho sức mạnh trấn áp của cái đầu tiên tổ ở nơi này chấn động. Tới lúc đó, chỉ có tiên tổ mới có thể trấn áp nếu ngươi không kế thừa, thì tiên tộc sẽ đại loạn. Một khi ngươi kế thừa nhất định phải gờ bỏ phong ấn giam cầm tộc ta ở trong cái đầu. Hải tử nhẹ giọng nói, như vậy thì lục ma hạt miếu kia cũng giống như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt tiên hoàng co rút lại, hải tử gật đầu, đạo nhất, vũ phong, hai ngươi chẳng lẽ đã biết hết rồi sao? Ánh mắt tiên hoàng quét qua người của đạo nhất và vũ phong, cửu đế đại thiên tôn tìm tới bọn ta, không giấu giếm một chút nào, nói cho chúng ta biết kế hoạch của điệu vong tộc nhưng những chuyện có liên quan tới Vương Lâm thì cửu đế lại không nói gì. Bổn tôn hôm nay cũng mới biết Vương Lâm này chính là nhân vật mấu chốt của kế hoạch, đạo nhất nhíu mày, chậm rãi nói, Vũ Phong trầm mặt trong chốc lát, rồi gật đầu, tiên hoàng nghe nói vậy lập tức nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại cực kỳ đau khổ, ánh mắt đảo qua nhìn về phía song tử đại thiên tôn, ngươi, song tử, ngươi cũng biết kế hoạch này sao? bản thể của sông tử đại thiên tôn hình thành sau khi hai tiểu cô nương dung hợp với nhau thần sắc bình tĩnh dường như đối với chuyện này cũng không hứng thú nàng liếc mắt nhìn tiên hoàng một cái bổn tôn không biết cũng không muốn biết bổn tôn tới đây chỉ để mang vương lâm đi ngươi cũng được cửu đế cũng được bất luận là ai hôm nay nếu ngăn cản sẽ đều là kẻ địch của bổn tôn vương lâm vương lâm lúc trước khi quốc sư đoạt xá thành công đã nói rõ hắn đã chết nói vậy thì tất cả những chuyện của hắn ở trong động phủ giới các ngươi thủy chung vẫn đều chú ý sao tổ tiên của điệu vong tộc chỉ tính ra trong một khoảng thời gian mơ hồ sẽ có một người từ trong động phủ giới xuất hiện nhưng không tính ra người này rốt cuộc là ở trong động phủ giới nào càng không thể tìm kiếm chuẩn xác chỉ có thể chờ đợi cửu đế lắc đầu vị tiền bối thiên tài của điệu vong tộc kia đã sáng lập ra đại hồn môn hắn cũng tính ra vương lâm sẽ xuất hiện ở thiên ngư châu cho nên mới lập bước đầu tiên trong kế hoạch này là tiếp xúc với Vương Lâm. Tiên Hoàng vốn là hạng người tâm trí cực cao, một lời đã nói ra điểm mấu chốt, nhưng không biết lão tổ của đại hồn môn này có thể tính ra sau khi Vương Lâm bị các ngươi lợi dụng như vậy sẽ chết ở trong cấm cung, trở thành cái giá phải trả để điệu vong tộc các ngươi giải khai phong ấn hay không. Cửu đế, ngươi lợi dụng Vương Lâm, còn lợi dụng hắn đưa song tử đại thiên tôn tới, nếu không với sức của ba người các ngươi vừa rồi cũng không thể ép ta bắt buộc phải kế thừa sức mạnh của tiên tổ, ngươi còn lợi dụng Minh đạo Tôn, lợi dụng Liên đạo phi, còn lợi dụng cả ta, lợi dụng cả 72 linh hồn của tiên tộc. Ta không tin kế hoạch của ngươi chỉ vì điệu vong tộc, cho dù nó có là con gái của ngươi, Tiên hoàng ngẩng đầu, thanh âm ầm ầm như lôi đình, còn có hai người các ngươi. Đạo nhất, Vũ Phong, với sức mạnh của hai người các ngươi mà có thể bị Cửu đế làm cho động tâm nhất định là đã hứa cho các ngươi một món lợi rất lớn, đó mới là toàn bộ âm mưu, các ngươi sở dĩ nói cho ta biết tất cả chân tướng hiển nhiên là để làm cho ta thấy rõ tình thế, nhất định tiếp theo các ngươi còn có chuyện cần phải có sự phối hợp của ta, duy chỉ có song tử ngươi cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn bị cửu đế và điệu vong tộc lợi dụng, tiên hoàng đã tới nước này mà vẫn dùng lời nói để gây ly gián, tranh thủ sự trợ giúp của song tử, song tử trầm mặt tất cả mọi chuyện sau khi nàng dung hợp thân thể sao có thể không nhìn ra tiên hoàng ta không muốn giết ngươi chỉ cần ngươi sử dụng huyết mạch lực chém vỡ đầu tiên tổ thì ngươi vẫn là tiên hoàng như trước vẫn là đại thiên tôn như trước nếu ngươi không muốn thì đừng trách sau khi ta giết chết ngươi sẽ rút hết toàn bộ huyết mạch lực của ngươi cũng có thể hoàn thành việc này cửu đế bình tĩnh nói không có một chút sát khí nào nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ lạnh lùng song tử hai con mắt của tiên tổ vốn là một thể cho nên nếu như ngươi lấy được luyện thành pháp bảo dung nhập vào trong cơ thể có thể giúp cho ngươi chống đờ được những việc ngoài ý muốn khi chuyển thế thậm chí tu vi cũng có thể tăng thêm một chút còn có thể cho phép ngươi tùy ý tách ra hợp lại không giống như bây giờ phải tiêu hao một lượng lực nhất định mới có thể duy trì trạng thái sau khi dung hợp vũ phong hai tay của tiên tổ lão phu có thể khẳng định khả năng thính đạo nghe được quỹ tích vận chuyện của phép tắc tiên cương như lời lão phu hứa hai tay này sẽ để cho ngươi lấy vật này dung nhập vào đạo của ngươi có thể cảm thụ được đinh của đạo đạo nhất đầu của tiên tổ sinh ra từ trong hư vô vô số năm qua đã được ngưng tụ tinh túy sức mạnh của hắn như lão phu đã hứa vật này cho ngươi ngươi có thể dựa vào nó khiến cho hình thần quy nhất thứ mà lão phu muốn chính là não của tiên tổ vật này đối với ta rất hữu dụng còn về tu vi của tiên tộc kia chúng ta sẽ chia đều hai mắt cửu đế lấp lánh nhìn về phía tiên hoàng kia thì ra ngươi cũng biết trớ thuật của tiên tổ trước khi chết thần sắc tiên hoàng âm trầm việc này lầu phu đã tìm kiếm manh mối nhiều năm rốt cuộc cách đây không lâu đã tìm được một thứ xác định truyền thuyết từ lâu đời này là thật nếu tiên tổ chết thì thân thể của hắn sẽ bị nguyền rủa tất cả những người muốn hủy diệt thân thể hắn đều sẽ phải chết trừ phi hậu nhân của hắn dùng huyết mạch lực để thí tổ chịu đựng sức mạnh của trớ thuật kia khiến cho huyết mạch bị cắt đứt từ nay về sau không còn người truyền thừa huyết mạch của tiên tổ nữa thì có thể phá giải tiên hoàng tới nước này rồi ngươi không còn lựa chọn nào khác nếu ngươi chịu đựng sức mạnh của trớ thuật kia ngươi sẽ không chết tuy danh hiệu chí tôn này tới đời ngươi sẽ chấm dứt nhưng tiên tổ đã chết nhiều năm rồi dư uy của hắn bao trùm tiên tộc hôm nay cũng nên thay đổi hơn nữa nếu ngươi không làm như vậy thì lúc này chắc chắn ngươi sẽ phải chết nếu không phải lo sau khi ngươi chết cục diện với cổ tộc sẽ thay đổi, thì lão phu sẽ không phải trả một cái giá lớn như vậy để thương lượng với ngươi. Phải lựa chọn như thế nào là do ngươi quyết định. Cửu đế nhìn tiên hoàng, thanh âm lạnh như băng. Tiên hoàng trầm mặt, trên mặt đất, bên trong mắt phải của cái đầu tiên tổ đã ảm đạm. Hai mắt vương lâm lóe lên, thu khí tức toàn thân lại. Tất cả những chuyện ở bên ngoài hắn đã nghe thấy toàn bộ. Đối với tất nhiều chuyển biến xuất hiện trong hoàng cung lần này mặc dù Vương Lâm cũng đoán được một phần, nhưng cũng không đoán được toàn bộ, Thanh Ngưu chân nhân của Đại Hồn môn năm đó đã từng nói, sau 300 năm ta phải quay về Đại Hồn môn, đi tới tầng tháp cao nhất. Vị lão tổ sáng lập ra Đại Hồn môn đã để lại cho ta một thứ ở nơi đó, lão tổ Đại Hồn môn này, thiên tài của Điệu vong tộc này sau khi lợi dụng ta để giải khai phong ấn cho Điệu vong tộc sẽ để lại cho ta cái gì? Thần sắc Vương Lâm phức tạp, hắn xuất hiện ở Thiên Ngưu Châu sáng lập ra Đại Hồn môn, chính là để chờ ta có lẽ trong kế hoạch của hắn, ta hẳn là đã chết, nhưng nếu thật sự hắn tính ra ta phải chết ở Hoàng Cung, sao lại còn lưu lại một vặt trên tầng tháp cao nhất, còn có lời nói 300 năm kia, ngươi lợi dụng ta, còn từng bước tính kế với ta. Ngươi lại có thể tính ra ta sẽ đến, nói như vậy cũng có thể tính ra tính cách của ta. Chuyện này sao ta có thể bỏ qua, Vương Lâm trầm mặt, trong lòng thầm than, đột nhiên cảm nhận được thế giới bên ngoài chấn động. Chỉ thấy cái đầu của tiên tổ bị người ta cách không nâng lên, từ trên mặt đất bay thẳng lên trời, tiên hoàng kia sau một lúc trầm mặt, giống như đã có lựa chọn. Hắn giơ tay phải lên, hướng xuống mặt đất tung một trảo vào hư không, khiến cho cái đầu tiên tổ bay lên, chương 1995, vật này, người này, vương mổ đều muốn, thần sắc vương lâm ngưng trọng. Hắn ẩn thân trong đầu lâu của tiên tổ, lúc này được đầu lâu bao phủ nên người ngoài không thể biết được chuyện bên trong. Chỉ khi nào đầu lâu bị tiên hoàng chém ra thì đến lúc đó sự tồn tại của hắn nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Ánh mắt lóe lên, vương lâm ngưng thần tĩnh khí quan sát. Chỉ thấy tay phải tiên hoàng chụp vào đầu lâu tiên tổ to tới hơn 10 trượng trong hư không. Trong nháy mắt khi đầu lâu này trôi tới trước người hắn, hai mắt hắn liền lộ ra vẻ quyết đoán. Tay trái tiên hoàng dơ lên, bàn tay chém xuống như đao, toàn thân tràn ngập kim quang, mặt nổi đầy gân xanh. Huyết mạch trong cơ thể hắn giống như đang sôi trào, chuyển động trong cơ thể, dung nhập vào bên trong cánh tay trái, hướng về phía đầu lâu của tiên tổ bỗng nhiên chém xuống, chỉ nghe ầm một cái, trên đầu lâu của tiên tổ xuất hiện một khe nứt. Kim quang vô tận từ bên trong cái khe lan ra. Thần sắc tiên hoàng cũng đột nhiên tràn ngập thống khổ, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà già đi. Giờ phút này đạo nhất, võ phong, cả cửu đế đều ngưng thần nhìn lại, chỉ có thần sắc song tử đại thiên tôn ở phía xa xa là phức tạp nhìn đầu lâu nọ không biết đang suy nghĩ không. Nhưng ngay trong tích tắc khi thần sắc tiên hoàng lộ vẻ thống khổ, đột nhiên cửu đế gầm lên giận dữ, lập tức thân thể dùng tốc độ cực nhanh thoáng một cái vọt tới. Ngay sau đó, thần sắc đạo nhất và võ phong biến đổi, đồng loạt lao theo, chỉ thấy trong nháy mắt khi tay phải tiên hoàng rơi vào đầu lâu của tiên tổ, lấy lực lượng huyết mạch khiến cho đầu lâu này xuất hiện khe nứt. Bàn tay không chém tới nữa mà chuyển hướng thành vỗ mạnh hắn căn bản là không lựa chọn thỏa hiệp không muốn hoàn toàn chém vỡ đầu lâu tiên tổ mà chụp lên đó lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn ầm ầm tràn ra truyền vào trong huyết mạch của tiên tổ các ngươi xem thường lá gan của ta rồi chết có gì đáng sợ chứ sống tiếp đâu có còn là đại thiên tôn chẳng bằng liều một phen tiên hoàng thét dài trong nháy mắt khi ba người cửu đế lao tới đầu lâu của tiên tổ đã hấp thu lực lượng huyết mạch bỗng nhiên lại mở hai mắt một lần nữa. Từ trong thất khiếu của đầu lâu này có một luồng sương khói màu vàng kim nồng đậm tới cực điểm hừng hực tràn ra, trong nháy mắt khi đám sương khói này lan tỏa ra, Tiên Hoàng đặt hai tay lên đầu lâu, mở to miệng điên cuồng hấp thu sương khói màu vàng nọ, sương khói này nếu để Tiên Hoàng hấp thu toàn bộ thì hắn có thể kế thừa tu vi của tiên tổ, thậm chí có thể nhờ đó mà mở ra một khe hở trong trớ thuật do lực lượng huyết mạch phản vệ của tiên tổ trước khi chết một nhát chém vừa rồi của hắn ngoài việc khiến cho đầu lâu của tiên tổ xuất hiện một cái khe thì cũng đánh trách pháp thuật của hải tử quốc sư khiến cho đầu lâu này dù có một cái khe nhưng vẫn có thể để tiên hoàng mạnh mẽ hấp thu như trước sắc mặt hải tử quốc sư ở phía xa xa lập tức ta nhợt khóe miệng tràn máu tươi ánh mắt đạo nhất lộ ra vẻ âm độc trong chớp mắt khi tới gần liền giơ tay phải lên hóa thành một chưởng ấn đánh thẳng lên thân thể tiên hoàng cùng lúc đó võ phong cũng đồng thời ra tay đánh tới một quyền, còn cả cửu đế khi tới gần, bên ngoài thân thể cũng huyễn hóa ra một con bạch lang, gầm thét há miệng lao về phía tiên hoàng, ngay trong nháy mắt khi thần thông của ba người tới gần, tiên hoàng ngẩn phát đầu. Hai mắt chảy máu màu vàng kim, thậm chí từ thất khiếu cũng có máu vàng kim chảy ra. Dòng máu đó vừa chảy xuống vừa nhanh chóng thay đổi màu sắc, trở thành màu đỏ tươi, đó là biểu hiện của việc huyết mạch trong cơ thể hắn đang tán đi trong hai mắt tràn ngập máu tươi của hắn cũng lộ vẻ điên cuồng không tốt cửu đế biến sắc đang muốn thu tay nhưng đã chậm rồi chỉ thấy tiên hoàng hóa ra căn bản không hấp thu sương khói màu vàng từ đầu lâu tiên tổ tất cả mọi chuyện vừa rồi nhìn như chân thật nhưng hóa ra đều là giả dối sương khói mà hắn vừa hút vào giờ phút này hoàn toàn bị cuốn đi khuếch tán ra từ trong thất khiếu tức tiếng cười điên cuồng thân thể tiên hoàng nhanh chóng bành trướng ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy trong phút chốc ầm ầm nổ tung hắn lựa chọn tự bạo rồi chuyện tự bạo này nằm ngoài dự đoán của mọi người dù là cửu đế cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới tiên hoàng vốn không bị buộc vào tuyệt cảnh sinh tử nhưng lại tự bạo đại thiên tôn tự bạo dù chỉ là thân thể nổ tung thì lực lượng ẩn chứa trong đó cũng kinh thiên động địa mà sau khi tự bạo dù đoạt xá thì cũng không còn là đại thiên tôn nữa lực lượng tự bạo ầm ầm lan tỏa ra khắp tấm cung trong nháy mắt khiến mặt đất cấm cung nát bấy bầu trời sụp đổ luồng lực lượng này lan tràn ra cũng tràn vào địa cung phía trên khiến toàn bộ tế đàn và những cây cột trong địa cung tan rã địa cung tiêu tán nơi này là không gian bất đồng với hoàng cung nữa xếp chồng lên nhau nhưng bởi luồng lực lượng này rất cường đại nên trong lúc sụp đổ liền tạo thành đường nối thông suốt với hoàng cung trong tổ thành do vậy luồng lực lượng này ầm ầm khuếch tán ra trực tiếp làm sân rộng trước đại điện của hoàng cung nổ tung trên mặt đất của hoàng cung, đá tảng tan vỡ thành từng mảnh, giống như sóng biển bị cuốn về bốn phương tám hướng. Tiếng ầm vang không ngừng lan ra, hầu như chỉ trong nháy mắt, luồng lực lượng này biến thành lực lượng trùng kích, quét ngang cả hoàng cung, khiến cho hoàng cung tuyệt đối bất diệt trong tổ thành qua vạn vạn năm như bị một bàn tay khổng lồ quét ngang qua, vô số cung điện tinh xảo bị hủy diệt, cả những tu sĩ tồn tại trong hoàng cung trong nháy mắt này cũng tan thành mây khói, luồng lực trùng kích này hình tiếng tiếng động kinh thiên động địa chấn động cả tổ thành, khiến cho tu sĩ bên trong tổ thành hoảng sợ kinh hãi, ngay trong nháy mắt khi luồng lực lượng này hủy diệt hoàng cung, tiếng gần tới pho tượng tiên tổ vẫn đứng sừng sững sâu trong hoàng cung, pho tượng này bỗng nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này đối kháng với lực lượng này, hình thành tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt, tiếng động này càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng trở thành tiếng gầm rống ngập trời, vang vọng thắp trung châu, mà trong cấm cung bị hủy diệt, nguồn gốc gây nên tai họa này tiên hoàng vào lúc này thân thể cùng với luồng lực lượng thân thể đại thiên tôn nổ tung, mang theo rất nhiều thịt nát đang đánh thẳng tới đạo nhất, võ phong và cửu đế. Tiên hoàng tự bạo có thể khiến hoàng cung sụp đổ, cũng có thể gây thương tổn cho ba đại thiên tôn nhưng không thể hủy diệt bọn họ. Nhất là lúc này ba người đồng loạt ra tay, quy lực càng tăng vọt lên mấy lần. Nhưng cũng tại bọn họ ra tay nên lúc này ba người không ai hẹn ai, sắc mặt tái nhợt, đều lộ vẻ sợ hãi bởi vì thần thông lực do bọn họ ra tay trong lúc thân thể tiên hoàng nổ tung liền dung hợp với huyết nhục khiến cho trong huyết nhục nổ tung của tiên hoàng có khí tức của bọn họ dung hợp với nhau chẳng khác nào bốn người cùng ra tay triển khai thần thông mạnh nhất mà kẻ đầu tiên bị lan đến ngược lại lại không phải là ba người bọn họ mà là đầu lâu của tiên tổ đầu lâu của tiên tổ vốn không yếu ớt như vậy nhưng phải biết rằng tiên hoàng vừa rồi đánh xuống khiến thất khiếu của đầu lâu của tiên tổ lan ra sương khói màu vàng kim kia cũng khiến cho nó xuất hiện khe nước, do đó khi tiên hoàng tự bạo, trong nháy mắt khi ba người cửu đế ra tay, lực lượng hủy diệt bột phát ra cuốn tới đầu lâu của tiên tổ này, khiến cho cái khe trên thiên linh của nó cuối cùng ầm một tiếng, khuếch tán ra trong phạm vi lớn. Cái khe này khuếch tán ra chẳng khác nào bốn người đồng thời động tới trớ thuật của tiên tổ đặt ra trước khi chết. Tu vi đạo nhất yếu nhất, giờ phút này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn lập tức tỏa ra rất nhiều hắc khí khuôn mặt Tuấn Mỹ nhanh chóng thối rửa với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Võ Phong cũng kêu thảm một tiếng, thân thể bị hắc khí bao quanh, bắt đầu thối rửa ra, tu vi cửu đế cao nhất, hơn nửa lực lượng của trớ thuật bị bốn người chia sẻ, do đó hắn dựa vào tu vi mạnh mẽ đối kháng với thuật này, da thịt xuất hiện những ký hiệu quỷ dị vô cùng bắt mắt, còn cả tiên hoàng, hắn chỉ tự bạo thân thể nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại, hơn thế nữa trong khoảnh khắc thân thể nổ tung, sau khi cái khe trên đầu lâu của tiên tổ mở rộng ra linh hồn hắn trong khí đang nhanh chóng tiêu tán liền lao thẳng về cái khe nọ hắn muốn tới chính là chỗ của liên đạo phi ở mắt trái của cái đầu lâu này ta là tiên hoàng từ nhỏ đã thông tuệ hơn người đại sự lần này há lại không có chuẩn bị đạo phi chính là sự chuẩn bị của ta đoạt xá thân thể hắn xong lấy thân thể này chia sẻ lực của trớ thuật hơn nữa lúc này hắn đã kế thừa một chút tu vi của tiên tổ ta có thể chuyển bại thành thắng như trước, linh hồn của tiên hoàng giống như đang thiêu đốt, phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. trong lúc ba người cửu đế đang đối kháng với lực lượng của trớ thuật, trong nháy mắt đã vọt vào cái khe trên đầu lâu, lao nhanh tới mắt trái, có thể thấy linh hồn hắn đã tới gần mắt trái, đang chuẩn bị nhảy vào cơ thể liên đạo phi nhắm mắt hôn mê trong đó thì trong nháy mắt, đột nhiên kinh thiên liền xảy ra. trong mắt trái của tiên tổ, ô quang bỗng lóe lên, thân ảnh vương lâm bước từng bước đi ra hắn đợi thật lâu, tới thời khắc mấu chốt mới xuất hiện. Hắn giống như một thợ săn, chọn đúng thời điểm để đi săn. Lực lượng của trớ thuật của tiên tổ Vương Lâm không hề dính phải chút nào, giờ phút này sau khi xuất hiện, trong tiếng kêu thảm thiết của đạo nhất, khi Võ Phong đang lùi lại phía sau, Cửu Đế đang đối kháng với trớ thuật không thể phân thần, trực tiếp vọt vào mắt trái của đầu lâu của tiên tổ. Song Tử ở phía xa xa lúc nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm lập tức lộ vẻ kinh hỉ còn cả hải tử thiên tôn, trong lúc sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ kích động, vương lâm xuất hiện cực nhanh, nhán một cái liền tiến tới trước tiên hoàng đang dính trớ thuật, linh hồn như đang thiêu đốt, muốn lao vào trong thân thể liên đạo phi kia, chương 1996, làm càng, vương lâm xuất hiện, hành động lưu loát dứt khoát, lời nói vừa truyền ra, lập tức liền khiến bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, thần sắc cửu đế đại thiên tôn âm trầm, trong thân thể xuất hiện những cơn đau đớn như bị xé rách, nhưng bị hắn dùng tu vi mạnh mẽ áp chế xuống nhìn chằm chằm vào vương lâm hai mắt lộ ra sát khí hắn tính toán tất cả mọi việc nhưng lại không thể ngờ nổi trong thời điểm mấu chốt này tiên hoàng lại bỏ qua thân thể đại thiên tôn lựa chọn tự bạo chuyện này không phù hợp với hiểu biết của hắn về tiên hoàng nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi tiên hoàng tuy tự bạo nhưng đầu lâu này cũng đã bị mở ra bọn họ mặc dù trúng trớ thuật nhưng bởi nó bị phân tán ra nên cũng không phải là trí mạng mà bọn họ cũng không có lý do chém giết lẫn nhau, sẽ không dẫn động trớ thuật này trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi phân chia vật mình cần xong liền rời khỏi nơi này, trở về động phủ bế quan một thời gian là chậm rãi có thể khu trừ, nhưng cửu đế lại một lần nữa tính sai. Vương Lâm lại không chết, chẳng những không chết mà nhìn bề ngoài thì tu vi hắn còn tăng tiến, vừa hành động liền chiếm thế chủ động rồi. Do vậy khiến tất cả bọn họ sau khi bị trúng trớ thuật liền trở nên cực kỳ bị động. Võ phong đại thiên tôn cách đó không xa vẻ mặt nhanh chóng già yếu đi, hai mắt ảm đạm, thân thể run rẩy, nhìn vương lâm đầy phức tạp, còn đạo nhất đại thiên tôn thì toàn thân tràn ngập hắc khí, thần sắc cực kỳ thống khổ. Lực lượng trớ thuật giống như sắp hòa tan thân thể và linh hồn hắn trong đau đớn. Nhất là lúc này vương lâm xuất hiện càng khiến trong sự đau đớn của hắn có sự tức giận, sự tức giận này giống như khi một con kiến hôi lại dám dương nanh múa vuốt với hùng sư, làm càng, muốn chết. Đạo nhất gầm lên. Hắn là đại thiên tôn có tu vi yếu nhất, lúc này bị trớ thuật bao quanh, căn bản không còn có thể tự hỏi nhiều. Trong ấn tượng của hắn, Vương Lâm dù là đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tôn thì cũng chỉ là một con kiến hôi, lời nói vừa phát ra, đạo nhất lập tức biến đau đớn trên thân thể thành sát khí. Bước thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm, giơ tay phải lên, trên cánh tay có hắc khí bao phủ hoặc nhìn mà giật mình, một chưởng hạ xuống, thiên địa giống như đứng yên, vạn vật quy nhất, nhưng tụ làm một, hướng về phía vương lâm trong không trung đánh tới, vương lâm tóc đen ngẩn phát đầu. Hai mắt lộ vẻ vô tình. Trong nháy mắt khi chương của đạo nhất đánh tới, hắn buông người điên đang hôn mê ra, tay phải vung lên trước người. Lập tức tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy một vùng sát lục lôi đình màu đen bất ngờ biến ảo ra, hợp thành một tấm lưới lôi đình lớn trước người vương lâm đồng thời khi tấm lưới này xuất hiện, mái tóc đen của Vương Lâm không gió mà tung bay, khí tức sát lục và hủy diệt từ trong thân thể hắn ầm ầm bột phát ra. Khiến cho Vương Lâm giờ phút này chính là đại biểu cho sát lục sinh linh, sát lục xuất hiện, bắt đầu diệt thế, tấm lưới này tỏa ra những tia chớp màu đen lập lòe, ẩn chứa sát lục và hủy diệt, lập tức va chạm với một trưởng của đạo nhất, tiếng ầm vang truyền ra đỉnh tai nhất óc. Tấm lưới lôi đình sụp đổ, thân thể Vương Lâm chấn động, lập tức hóa thành vô số hắc khí tản ra nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ một lần nữa ánh mắt vẫn lạnh lùng vô tình như trước sát lục không thể bị hủy diệt nhưng đạo nhất này tuy nói là đại thiên tôn lúc này lại chịu lực lượng của trớ thuật của tiên tổ quấn quanh tu vi mười thành không phát huy được nửa thành vừa đối mặt với sát lục lôi đình của vương lâm trong tiếng ầm vang thân thể lập tức bị cuốn lui lại mấy bước hai mắt hắn lộ vẻ không thể tin nổi hắn lập tức cảm nhận được trong thân thể mình có một luồng khí tức kỳ dị truyền ra từ tấm lưới lôi đình của đối phương luồng khí tức này tàn phá cơ thể hắn từ bên trong nhưng lại không thể bị khu trừ đây là lần đầu tiên sau khi đạo nhất trở thành đại thiên tôn không phải ở trước mặt đại thiên tôn mà bị đẩy lui loại cảm giác này hắn hầu như đã quên giờ phút này giáng xuống khiến hắn không thể tin nổi luồng khí tức sát lục này ở trong cơ thể hắn càng khiến cho trớ thuật mạnh lên chỉ thấy từng khối thịt nát rơi xuống từ trên mặt hắn, lực lượng của trớ thuật càng ngày càng bộc phát kịch liệt trên cơ thể hắn, ngươi, ngươi, đạo nhất mở miệng nói nhưng lời nói liền biến thành tiếng hít hà đau đớn. Loại thống khổ này nếu đổi lại là dược thiên tôn thì sớm đã bị hình thần câu diệt, đạo nhất, ngươi nếu còn muốn ra tay thì trên người vương mổ không có trớ thuật, cũng không ngại nhìn trớ thuật của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó có thể vì thế mà suy sụp hay không, vương lâm vung tay áo, thần sắc lạnh lùng chậm rãi nói, thần sắc đạo nhất dữ tợn. Nhìn chầm chầm vào vương lâm nhưng không nói chuyện, trong nội tâm lần đầu xuất hiện sự kiên kỵ khó có thể tin nổi đối với vương lâm. Những tảng thịt thối nát từ trên mặt hắn rơi xuống, khiến cả người hắn không còn có chút bóng dáng của vẻ tuấn Mỹ năm xưa, thần sắc cửu đế âm trầm, ánh mắt đảo qua người vương lâm, chậm rãi nói, vương lâm, lão phu thừa nhân là lại một lần nữa xem thường ngươi. Ngươi ẩn nhẫn cho tới lúc này, giờ mới hiện thân, chiếm thế chủ động. Việc này dù là lão phu cũng phải bội phục ngươi, nhưng ngươi nếu muốn nhờ vào việc ta trúng trớ thuật mà lấy đi đầu lâu của tiên tổ thì không có khả năng đâu. Vương Lâm ngươi là người thông minh, lúc này lão phu đích xác không muốn ra tay khiến trớ thuật trở nặng. Nhưng ngươi chớ nên bức ta. Ngươi giao đầu lâu cho ta, lão phu có thể cho ngươi rời đi an toàn. Mà chúng ta có thể phát lời thề, ngày sau sẽ không thương tổn tới ngươi, cũng dùng toàn lực trợ giúp ngươi trở thành đại thiên tôn. Nếu ngươi còn có lòng tham thì nơi này chính là nơi chôn thay của ngươi. Cửu đế nhìn vương lâm, bình tĩnh nói, dù là song tử thì lúc này cũng đã cực kỳ suy yếu. Ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Huống hồ còn có võ phong và đạo nhất. Hai người bọn họ dù lúc này khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, cũng phải cổ kỵ trớ thuật nhưng hơi ngăn cản song tử một chút thì vẫn có thể làm được. Hùng hồ còn có hải tử quốc sư của điệu vong tộc. Vương Lâm, ngươi không nên tự tìm đường chết. Thậm chí đám đại thiên tôn chúng ta ở nơi này, dù là người nào nếu muốn thiêu đốt chút lực lượng của đại thiên tôn cũng có thể đánh nát ngươi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua người mọi người. Cùng lúc đó, thân thể song tử đại thiên tôn ở phía xa xa liền nhoáng lên, sau khi tới bên cạnh Vương Lâm, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể tỏa ra từng luồng tử quan. Trong tử quang tràn ập thân thể song tử đại thiên tôn giống như bị hòa tan, lại một lần nữa trở thành hai cô bé gái. Sắc mặt hai cô bé này trắng bệt, mơ hồ lộ vẻ suy yếu, hiển nhiên khi dung hợp làm một khiến các ngươi phải trả một giá đắt, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt khi hai cô bé này xuất hiện cạnh hắn. Chân phải liền dơ lên. Hung hăng đạp một cái lên đầu lâu của tiên tổ, khiến cho đầu lâu này chấn động kịch liệt, hai mắt giống như nổ tung, bị vương lâm chấn xuất hai con ngươi mang theo tàn huyết màu vàng kim, trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa trớ thuật. Nhưng trớ thuật này giờ đây đã bị giải khai, bị bốn người cửu đế và tiên hoàng chia sẻ. Vương Lâm lúc trước khi thu lấy linh hồn của tiên hoàng đã có phát hiện, cho nên giờ phút này hắn không chút lo lắng rằng bản thân sẽ bị trớ thuật nọ ảnh hưởng. Hai con người của tiên tổ vốn là một thể, lúc này bay ra lập tức bị hai cô bé bắt lấy. Vật này đối với song tử đại thiên tôn có tác dụng, Xin song tử đại thiên tôn nhận lấy. Đa tạ vừa rồi đã tương trợ, Vương Lâm nói lời này khiến sắc mặt Cửu Đế đại biến, trống lên giận dữ, thân thể nhoáng một cái liền lao thẳng về phía Vương Lâm, còn cả đạo nhất lúc này cũng đó bừng hai mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh. Mang theo thân thể bị hắc khí bao lại một lần nữa lao tới, võ phong, hải tử, đồng loạt ra tay, trong lòng Cửu Đế vô cùng tức giận hắn thân là đại thiên tôn lại tồn tại đã lâu như vậy nhưng hôm nay ở nơi này lại phải gọi người khác cùng ra tay. Điều này đối với hắn mà nói là một sĩ nhục hiếm thấy, người này tuyệt đối không thể lưu lại, sát khí của cửu đế bốc lên ngập trời. Trong nháy mắt khi hắn tới gần, hai cô bé song tử đại thiên tôn khi nhận lấy hai con ngươi của tiên tổ, sắc mặt tuy rằng tái nhật nhưng thần sắc lại lộ vẻ quyết đoán, thân thể lại nhoáng lên, lập tức dung hợp hóa thành sông tử đại thiên tôn chính thức xong liền giao chiến với cửu đế và đạo nhất, tiếng ầm vang vọng khắp không gian, sắc mặt võ phong ở cách đó không xa hơi do dự. Còn cả hải tử thiên tôn ở phía xa lúc này cũng cắn môi dưới, hiển nhiên đang phân vân, trong nháy mắt khi sông tử đại thiên tôn đối kháng với cửu đế, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, tay phải dơ lên, hóa thành hai luồng hắc quang chém lên hai tay của đầu lâu của tiên tổ. Lập tức máu tươi màu vàng kim chảy ra hai tay tiên tổ hóa thành kim quang, bị Vương Lâm phất tay áo một cái liền bay thẳng về phía Võ Phong, Võ Phong đại thiên tôn, đây là vật ngươi cần. Không tiễn, Võ Phong giơ tay phải nhận được, trầm mặt nhìn hai tay tiên tổ, lui lại phía sau vài bước, hắn đã không cần phải tham gia nữa. Nhất là lúc này bị trớ thuật bao phủ. Hắn cũng không muốn ra tay, cần nhanh chóng trở về động phủ bế quan khu trừ, vừa lui lại phía sau, Võ Phong không nói một lời, nhìn vương lâm thật sâu một cái, xoay người bước đi, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất, cửu đế bị song tử đại thiên tôn ngăn cản, thấy cảnh này sát khí trong mắt lại càng đậm. Hắn cắn răng gầm nhẹ, toàn thân lập tức tràn ngập bạch quang, bất ngờ ở phía sau có một phần mặt trời khổng lồ màu trắng hiện ra, một con bạch lang gầm thét lao ra, đầu sói xuyên thấu qua thân hình cửu đế, lao thẳng vào song tử, đạo nhất, hải tử, đoạt đầu lâu. Cửu đế không tiếp chuyện thi triển lực lượng Thái Dương sau khi bị trúng trớ thuật, phát ra tu vi mạnh nhất của hắn. Dùng thực lực bản thân đối kháng với song tử Đại Thiên Tôn khiến đạo nhất nhoáng lên, phía sau bất ngờ cũng xuất hiện một mặt trời. Đạo nhất lúc này không nghĩ tới chuyện khiến trớ thuật trở nên nghiêm trọng, toàn lực ra tay. Nhưng hắn là Đại Thiên Tôn có tu vi yếu nhất, trớ thuật trên người hắn cực kỳ nghiêm trọng, cho nên giờ phút này mặt trời phía sau ảm đạm không chút ánh sáng, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán lực lượng phát ra cũng không nhiều lắm. Lực lượng này có thể giết dược thiên tôn nhưng không giết nổi vương lâm tóc đen do sát lục gián trần trong thời gian ngắn được. Hắn còn cần hải tử trợ giúp. Nếu liên thủ với hải tử, dưới thần thông của điệu vong tộc thì còn có phần thắng. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, khi đạo nhất lao tới, đầu lâu của tiên tổ dưới thân lùi nhanh lại phía sau. Lập tức hướng về phía hải tử thiên tôn đang phân vân ở phía xa xa nói ta không biết nên gọi ngươi là hải tử thiên tôn hay là hải tử quốc sư điệu vong tộc của ngươi lợi dụng ta giải khai phong ấn ngươi mặc dù liên thủ với cửu đế ta cùng lắm là bỏ qua đầu lâu này nhưng nếu muốn ta chết ở nơi này đúng là chuyện không có khả năng do đó ngươi dù có tham dự thì đối với điệu vong tộc của ngươi cũng không có lợi nếu không tham dự vương mổ đối với chuyện bị lợi dụng lúc trước có thể xóa bỏ coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh chương 1997, Đại Thiên Tôn Chi Dương, Hải Tử Thiên Tôn trầm mặt, than nhẹ một tiếng, đứng ở nơi đó không ra tay mà nhắm mắt lại. Đối với lựa chọn của Hải Tử Thiên Tôn, cửu đế cắn răng một cái, thần sắc càng âm trầm hơn nhưng không mở miệng khuyên nhủ mà triển khai cuộc chiến giữa các Đại Thiên Tôn với song tử, tiếng ầm vang kinh thiên động địa lan tỏa ra tám hướng. Đạo nhất tới gần Vương Lâm, trong hai mắt đỏ bừng lộ ra sát khí. Hắn muốn giết Vương Lâm muốn dùng máu tươi của đối phương để rửa đi việc bản thân bị sỉ nhục. Thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi đạo nhất tới gần, hai mắt màu đen bột phát ra chiến ý hiếm thấy. Luồng chiến ý này đã rất lâu không thấy xuất hiện trên người hắn. Đây là minh ngộ của hắn đối với chiến pháp tắc ở động phủ giới, đạo nhất, Vương Lâm đứng trên đầu lâu của tiên tổ, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, mái tóc đen không gió mà tung bay, tay phải dơ lên. Một mảnh nhỏ màu vàng xuất hiện mảnh nhỏ này chính là mảnh vỡ của tiên cực kiếm mà cửu đế cho hắn khi ở trên phố dài ngay lúc đó cửu đế không thể nào ngờ nổi là vương lâm lại có thể sống sót trong kế hoạch của điệu vong tộc nếu hắn biết thì sợ rằng tuyệt đối sẽ không đưa ra mảnh vỡ này sau khi dung nhập mảnh vỡ này vào cơ thể hai mắt vương lâm tóc đen lộ ra ánh sáng kỳ dị từng bước bước tới tay phải giơ lên vỗ mạnh lên ngực một cái ngũ hành chân thân đi ra tam đại hư bản nguyên đi ra cấm chế Thái sơ, đi ra, dưới mấy cái vỗ này, từ trong cơ thể vương lâm tóc đen. Ngoài sát lục vào hủy diệt cùng với lôi đình ra, tất cả bản nguyên đều tán ra, đã không còn bản nguyên, chỉ còn lại lôi đình nổi liền sát lục và hủy diệt, cả người vương lâm tóc đen hoàn toàn trở thành hóa thân của diệt thế, bước từng bước đi tới, nhằm về hướng đạo nhất, hai người triển khai chém giết ầm vang giữa không trung. Đạo nhất gầm rống, dựa vào lực lượng của đại thiên tôn, vạn vật quy nhất, vạn vật dung hợp giơ tay là có thần thông giáng xuống ẩn chứa cả lực lượng tín niệm ầm ầm va chạm với vương lâm vương lâm tóc đen lần lượt sụp đổ nhưng lại vĩnh sinh bất diệt đáng chết vương lâm này sau khi trở thành tóc đen sao lại khó chơi như vậy đạo nhất chịu đựng sự đau đớn do trớ thuật trong cơ thể liên tục ra tay nhưng cuối cùng lại liên tục lui lại dưới thần thông của vương lâm tóc đen khiến trớ thuật trong cơ thể càng ngày càng nặng trong tiếng ầm vang chỉ thấy thân thể vương lâm tóc đen lại một lần nữa hóa thành vô số hắc khí giống như ẩn chứa tính mạng, mang theo linh tính bay thẳng về phía đạo nhất, ngưng tụ lại bên ngoài thân thể hắn. Từ trong hắc khí vương ra một chỉ điểm về hướng đạo nhất, đạo nhất xoay phát người, khuôn mặt lúc này hầu như đã hóa thành xương trắng, huyết nhục bị rơi ra. Máu me còn lưu lại, đánh ra một quyền. Vạn vật trong thiên địa lập tức bất động, giống như cả hắc khí cũng đều đứng yên một quyền này đánh xuống khiến một chỉ của vương lâm tan nát, thắt khí bị cuốn đi, ở ngoài mười trượng lại ngưng tụ một lần nữa. Hóa thành thân ảnh vương lâm, nhưng lúc này thân thể đạo nhất sững lại, liên tục lui lại ba bước, khí tức sát lục rất khó có thể khu trừ trong cơ thể giống như dung hợp với lực lượng của trớ thuật, khiến hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm rống thống khổ. Hai mắt vương lâm tóc đen lạnh lùng, thân thể lại một lần nữa lao ra, cùng lúc đó, chỉ thấy ngũ hành chân thân bị vương lâm tóc đen bước ra bởi có một mảnh vỡ của tiên cực kiếm dung hợp nên đạo bản nguyên cuối cùng trong ngũ hành của hắn kim bản nguyên đã đại thành kim bản nguyên đại thành dù chưa ngưng tụ ra bản nguyên chân thân nhưng cũng khiến cho ngũ hành hoàn toàn viên mãn khi vận chuyển liền sinh sôi không ngừng hoàng mỹ trở thành một thể ngũ hành chân thân của vương lâm bất ngờ bộc phát ra lực lượng kinh thiên ngẩng đầu nhìn vương lâm tóc đen đang giao chiến với đạo nhất ngũ hành chân thân này bỗng nhiên bước ra Bên ngoài thân thể có ánh sáng năm màu vờn quanh, giống như mặc một chiếc áo choàng nhiều màu vậy. Màu đen đại biểu cho thổ của đại địa, màu vàng đại biểu cho kim của vạn vật, màu xanh đại biểu cho một đầy sinh cơ. Còn màu lam là đại biểu thủy tràn ngập sóng. Màu hồng là đại biểu cho hóa diễm hừng hực, ngũ hành chân thân tới gần, giơ tay phải lên, lập tức ngũ hành lực ầm ầm truyền ra. Chỉ thấy thổ màu đen hóa thành đại địa mênh mông, mặt đất này hư ảo như lại trần ngập thổ bản nguyên kinh người ầm vang chấn động không ngừng giống như đại địa thức tỉnh hình thành một thổ nhân khổng lồ nó xuất hiện phía sau đảo nhất ầm ầm đánh ra một quyền còn có tính kim của vạn vật sau khi xuất hiện liền bột phát ra ánh sáng chói mắt bất ngờ hình thành một thanh kiếm sắc bén vô cùng thanh kiếm này hoàn toàn là hư ảo nhưng lại ẩn chứa kim bản nguyên giờ phút này sau khi ra tay liền hóa thành mưa kiếm đồng loạt bắn tới đảo nhất một đầy sinh cơ hình thành một thân cự một lớn tới trăm trượng, từ trên trời biến ảo ra, ầm ầm ném tới đạo nhất. Cự một này giống như có thể phá tan thiên địa, bộc phát ra một kích cực mạnh, sóng nước của thủy, hóa hừng hực nóng, hình thành một cơn sóng hóa diễm lớn bao phủ bốn phía đạo nhất, ầm ầm cuốn tới. Cùng lúc đó, ánh mắt vương lâm tóc đen chợt lóe lên, trong khi bước tới thân thể nổ tung, hóa thành vô số lôi đình màu đen nhằm về phía đạo nhất đây là lực lượng cực mạnh mà thân thể sát lục sau khi liên thủ với ngũ hành chân thân có thể thi triển ra tiếng ầm vang chấn động thiên địa đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương y phục bị nghiền nát một lượng lớn máu tươi tràn ra từ khe hở trên khuôn mặt đã biến thành đầu lâu ở phía sau đó mơ hồ có một mặt trời lúc này mặt trời này chợt sụp đổ hóa thành một lực trùng kích khiến tự một đang giáng xuống tan rã khiến cho thổ nhân tan thành nhiều mảnh khiến cho biển thủy hỏa bị cuốn đi cũng khiến cho thanh kiếm sắc bén do vạn kim tạo thành vỡ vụn, khiến cho ngũ hành tản ra lại một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành ngũ hành chân thân của Vương Lâm một lần nữa. Nó cũng khiến vô số lôi đình của Vương Lâm tóc đen ầm ầm nổ tung, hình thành từng luồng hắc khí bay vọt lại, ngưng tụ thành Vương Lâm tóc đen, đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương, khuôn mặt chỉ thấy xương cốt. Ở nơi hai hốc mắt của hắn lúc trước còn có hai mắt nhưng lúc này lại như u hỏa, lộ ra vẻ sợ hãi hắn sợ hãi không chỉ có vương lâm mà còn lực lượng trớ thuật đang bộc phát hoàn toàn trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, luồng lực lượng trớ thuật này bắt đầu thiêu đốt linh hồn hắn. Nếu không lập tức rời đi bế quan điều dưỡng, nếu tiếp tục đấu pháp thì hắn rất có khả năng sẽ mất mạng, bổn tôn không cam lòng, đạo nhất ngửa mặt trống lớn. Thân thể nhoáng một cái liền vọt lên phái trên, bất ngờ lại muốn rời khỏi nơi này. Hắn không dám đánh tiếp hắn cảm nhận được bóng ma tử vong đang nhanh chóng bao phủ lấy mình cấm chế bản nguyên cấm phong thương khung thái sơ bản nguyên tàn dạ lực sinh tử nhân quả chân giả bao phủ đất trời vương lâm tóc đen và ngũ hành chân thân của vương lâm đồng thời ra tay chỉ thấy bầu trời phía trên đảo nhất vốn trước kia đã sụp đổ biến thành hư vô thì trong nháy mắt khi hắn muốn trời đi liền đột ngột xuất hiện những đám ký hiệu đây là lực lượng cấm phong của cấm chế bản nguyên của vương lâm cùng lúc đó sau cấm chế, một vần mặt trời bất ngờ biến ảo ra. Vần mặt trời này tỏa ra ánh sáng vạn trượng, dung nhập vào trong cấm chế bản nguyên, hình thành một tấm màn bao phủ cả thiên địa. Ngay sau đó, tam đại hư bản nguyên bỗng nhiên biến ảo ra, bao phủ bốn phía, hình thành một vùng sương mù. Trong sương mù này ẩn chứa đạo của Vương Lâm, che phủ bầu trời, tràn ngập tám phương, phong tỏa mạnh mẽ không cho đạo nhất rời đi, còn muốn chạy. Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân một tả một hữu lao thẳng về phía đạo nhất. Ở xa xa, thần sắc cửu đế đang giao chiến với sông tử lộ vẻ khiếp sợ. Sau khi va chạm với thần thông của sông tử xong, trong khi ánh sáng màu tím và màu trắng ầm vang, thân thể hắn lập tức lui lại phía sau, sau đó cất bước tiến thẳng về phía Vương Lâm. Sắc mặt sông tử tái nhợt, cắn răng một cái liền tiến tới ngăn trở một lần nữa. Sông tử, đủ rồi. Tiên Hoàng đã tử vong, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn đạo nhất bị trớ thuật hủy diệt mới được, cửu đế rống giận. Bước chân song tử sửng lại. Nàng dù sao cũng thuộc về tiên tộc, huyết nhục trên thân thể đạo nhất cũng đang bị bóc ra. Bộ dáng của hắn lúc này thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng, hắn mắt thống khổ lộ ra vẻ điên cuồng. Lập tức bên ngoài thân thể hắn có một ngọn lửa vô hình ầm ầm thiêu đốt. Hắn liên tiếp gầm thét, ầm ầm xuất quyền đánh về phía bầu trời, thiên địa ầm vang chỉ thấy sự giam cầm do cấm chế thái sơ còn cả tam đại hư bản nguyên tạo thành bị đạo nhất thiêu đốt lực lượng bản thể lập tức sụp đổ khiến đạo nhất có thể lao ra thấy đạo nhất sắp sửa đào tẩu hai mắt vương lâm tóc đen và ngũ hành chân thân đồng thời lóe lên ngươi có thể chạy ra nhưng đạo nhất tông trốn không thoát đây là lời nói của vương lâm tóc đen mang theo sát khí và hủy diệt sao có thể để ngươi muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi đây là lời nói của ngũ hành chân thân trong mắt đạo nhất hiện lên vẻ điên cuồng hắn không tiếc thiêu đốt bản thể là vì muốn rời đi mau chóng bế quan lúc này tông môn gì tiên tộc gì hắn cũng không cần nghĩ tới thân thể vọt lên lập tức trở nên mơ hồ đồng thời lúc này cửu đế thoát khỏi song tử bỗng nhiên cất bước lao tới nhìn như muốn ngăn cản vương lâm truy kích nhưng trên thực tế lại mang theo sát khí ánh mắt vương lâm tóc đen lóe sáng không chút do dự trong lúc đạo nhất đang muốn bỏ chạy, cửu đế vọt tới, thân thể hắn bất ngờ hóa thành vô số hắc khí, bay thẳng về phía ngũ hành chân thân, trong nháy mắt liền dung hợp, hình thành một thân ảnh mơ hồ, cấm chế bản nguyên, trở về, thái sơ bản nguyên, trở về, sinh tử, nhân quả, chân giả, trở về, ngũ hành chân thân ngưng, sát lục lôi đình chân thân ngưng, hư bản nguyên ngưng, lời nói truyền ra từ trong thân ảnh mơ hồ nọ. Chỉ thấy bên ngoài hắn nhanh chóng thay đổi, hình thành thân thể vương lâm. Mái đầu của hắn không phải hoàn toàn màu đen mà là nửa đen nửa trắng, ngẩng đầu lên, một luồng khí tức khiến đồng tử cửu đế co rụt lại bất ngờ bộc phát ra từ trong cơ thể vương lâm. Đây là biểu hiện cực mạnh của hắn lúc này khi không có phân thân ở trong hư vô. Đây là tu vi đỉnh phong của hắn sau khi hấp thu một chút tu vi truyền thừa của tiên tổ, hơn nữa ngũ hành viên mãn dung hợp cùng với thân thể sát lục, ở phía sau người hắn lúc này chợt xuất hiện một hư ảnh mặt trời nửa đen nửa trắng vô cùng quỷ dị mặt trời này tuy rằng mơ hồ chỉ mới có hình dáng nhưng nó xuất hiện khiến tâm thần hải tử cửu đế song tử và cả đạo nhất đang bỏ chạy toàn bộ đều chấn động đây đây là đây không phải là ảo ảnh của thần thông mà là đại thiên tôn chi dương chuyện này không có khả năng hắn chưa từng tới thái cổ thần cảnh làm sao lại có thể có đại thiên tôn chi dương Tuy rằng mơ hồ như đây đích xác là hình dáng ban đầu của Đại Thiên Tôn Chi Dương, hắn. Hắn lại có thể dựa vào thực lực tự thân, mạnh mẽ ngưng tụ ra Đại Thiên Tôn Chi Dương. Người này. Người này, chương 1998, lưu lại đạo phi, Đại Thiên Tôn Chi Dương hai nửa đen trắng, tỏa ra ánh sáng quỷ dị, tồn tại trong thiên địa. Bao phủ hư vô phía sau Vương Lâm, đây là biểu hiện mạnh nhất của Vương Lâm vào lúc này. Trong nháy mắt khi Đại Thiên Tôn Chi Dương xuất hiện, bước chân Vương Lâm tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần đạo nhất đang lộ vẻ khiếp sợ, hai mắt cửu đế lộ vẻ ngưng trọng, đồng tử co rụt lại, thân thể nhoáng một cái, lập tức muốn ngăn cản. Hắn không thể trơ mắt nhìn đạo nhất bởi trớ thuật tăng lên mà chết. Hắn không muốn tiên tộc lại mất đi một Đại Thiên Tôn nữa, khiến thế cân bằng với cổ tộc tan vỡ, lúc này tiên hoàng đã chết. Đạo nhất này quyết không thể có chuyện ngoài ý muốn, cửu đế tiến tới, lập tức toàn thân tỏa ra bạch quang chói mắt. Phía sau hắn có mặt trời màu trắng biến ảo ra, ánh sáng tỏa ra vạn trường, hình thành một bạch lan khổng lồ. Con bạch lan này gầm thét ngăn trở vương lâm, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, trong nháy mắt sẽ va chạm với nhau giữa không trung, vương lâm. Không thể giết đạo nhất, cửu đế rống to, bạch lan biến ảo ra bên ngoài cơ thể há to miệng nhằm thẳng về phía Vương Lâm mà cắn, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong nháy mắt khi Bạch Lan cắn tới, mặt trời hai nửa đen trắng phía sau hắn lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể Vương Lâm. Điều này khiến thân thể Vương Lâm trong nháy mắt này sau khi ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Đại Thiên Tôn Chi Dương liền hướng về phía Bạch Lan đang cắn tới, xoay người tung một cước, đại đạo thuật khi tới một trình độ nhất định thì một quyền một cước đều ẩn chứa quỷ tích của thiên địa, dẫn động thần thông biến hóa ra. Một cước này đá ra khiến hư không ầm ầm chấn động, từ xa xa nhìn lại, đây đâu phải là Bạch Lan va chạm với một cước của Vương Lâm, rõ ràng là một phần mặt trời màu trắng va chạm với một phần mặt trời nửa đen nửa trắng, tiếng ầm vang kinh thiên tản ra tám hướng, ù ù lan ra. Chỉ thấy phần mặt trời màu trắng của cửu đế chấn động, Bạch Lan gầm thét, Thân thể khổng lồ giống như bị một lực lượng trùng kích đánh tới, lập tức sụp đổ hơn phân nữa, chỉ còn lại cái đầu sói bị cuốn trở về, sắc mặt cửu đế tái nhật, hai mắt lộ vẻ rung động. Hắn dù bị trớ thuật cuốn thân phải phân thần áp chế, lại vừa đánh một trận với song tử, giờ phút này đang vào lúc suy yến nhất nhưng dù sao hắn cũng là đại thiên tôn mạnh nhất trong đám đại thiên tôn, mà đối phương dù đã ngưng tụ ra đại thiên tôn chi dương nhưng hình dáng mặt trời này còn chưa hoàn toàn biến ảo ra giống như chỉ là mầm mống còn chưa tới lúc khai hoa kết trái nhưng chỉ có đại thiên tôn chi dương này cũng đã khiến đối phương có thể bức lui mình trong một kích toàn lực mà mình có thể phát huy vào lúc này loại chuyện này nói không thông chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là đại thiên tôn chi dương mà vương lâm ngưng tụ ra không tầm thường đây cũng không phải là đại thiên tôn chi dương bình thường cửu đế vừa lui lại phía sau lại một lần nữa vọt tới chỉ thấy hai đại thiên tôn chi dương sụp đổ Thân thể Vương Lâm cũng lui lại phía sau, khóe miệng có máu tươi tràn ra nhưng thân thể liền nhán lên, vọt về phía bầu trời, cửu đế vội vàng ngăn căng, không thể chặn được Vương Lâm. Trong thời gian ngắn thân thể Vương Lâm đã tiến vào bầu trời, tới gần đạo nhất toàn thân đang càng ngày càng nhiều hắc khí, thân thể cũng bắt đầu bị bóc ra từng đám thịt kia, từng bước đi tới, đạo nhất thấy đã không thể bỏ chạy, hai mắt lộ vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm thét, tay phải giơ lên, chụp một cái vào hư không lập tức một thanh loan đao màu đen biến ảo ra, thanh loan đao này vừa xuất hiện liền tỏa ra sát khí kinh hiển, sau khi vần quanh thân thể đạo nhất một vòng liền bỗng nhiên chém một nhát về phía vương lâm, vương lâm, ngươi muốn giết bổn tôn, vậy thì đồng quy vu tận với bổn tôn đi, đạo nhất trong sự điên cuồng liền vung đao chém xuống, lưỡi đao lập tức tới gần vương lâm, nhưng ngay trong tích tắc khi ánh đao đảo qua, thân thể vương lâm nhoáng lên, lập tức hóa thành 99 hư ảnh. 99 hư ảnh này bao phủ tám hướng, bị loan đao chém xuống liền phát ra tiếng ầm vang vang, sụp đổ hơn 90 cái. Nhưng những hư ảnh còn lại lại xuyên thấu qua loan đao. Ngưng tụ lại trước người đạo nhất, hóa thành thân ảnh của Vương Lâm, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, sau khi xuất hiện, tay phải lập tức giơ lên điểm một chỉ vào mi tâm của đạo nhất, ầm một tiếng, thân thể đạo nhất từ trên bầu trời rơi xuống, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thân thể đạo nhất lúc này bị trớ thuật bột phát toàn diện, trong lúc rơi xuống liền có rất nhiều huyết nhục chia lìa, y phục tồn hại, bên ngoài thân thể có hơn phân nửa đã trở thành hình dạng của xương khô, trong tiếng ầm vang, hắn rơi xuống mặt đất đã vô cùng tồn hại kia, ta không cam lòng, quán khí của đạo nhất ngập trời. Hắn nếu không phải bị trớ thuật bao phủ thì đối mặt với Vương Lâm cũng không tới mức này. Nhưng lúc này trạng thái hiện tại của hắn lại thê thảm tới vậy, Vương Lâm, đủ rồi đầu lâu của tiên tổ ngươi có thể lấy đi. Hải tử, ngươi có thể không ra tay đối với vương lâm nhưng phải cứu đạo nhất, cửu đế lại đuổi theo một lần nữa, cắn răng hét lớn một tiếng, hải tử trầm mặt, tay phải giơ lên, vung một cái hướng về phía đạo nhất đã rơi xuống mặt đất, lấy lực lượng của điệu vong tộc, hóa thành suy nghĩ của người sống, ý niệm của người chết. Khiến cho tồn tại tiếp tục tồn tại, tán đi. Giờ dừng lại, hải tử vung tay lên, Bên ngoài thân thể đạo nhất liền xuất hiện một tầng sóng gợn màu lam. Sóng gợn này bao phủ khiến Vương Lâm đuổi theo giống như tiến vào trong bùng lầy, ánh mắt lóe lên, thân thể Vương Lâm liền có rất nhiều sợi tơ đen ầm ầm lan ra, lao thẳng về phía đạo nhất. Một lượng lớn sợi tơ xuyên qua tầng sóng gợn màu lam nọ, ngưng tụ trên thân thể đạo nhất, bỗng nhiên hóa thành thân ảnh Vương Lâm, đạo nhất đang điên cuồng, đang muốn không để ý tới tất cả mà phản kháng nhưng trớ thuật trong thân thể hắn đã bộc phát toàn bộ. Thần thông của hắn vừa mới thi triển ra lập tức khiến thân thể sụp đổ, huyết nhục rơi ra càng nhiều. Trong tiếng kêu thảm thiết, hắn bị vương lâm vừa biến ảo ra ngoài thân thể đạp một cái lên ngực, hung hăng dẫm thẳng xuống mặt đất. Không thể giải dụa, ngươi muốn đánh thì đánh, nếu không đánh thì thôi. Làm sao có thể để mọi chuyện đều như ý các ngươi? Đạo nhất này ra tay với ta trước, giờ phút này nếu muốn ta bỏ qua thì phải trả giá đắt một chân vương lâm đạp lên đạo nhất, ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn cửu đế đang nhanh chóng tới gần, chậm rãi nói, sắc mặt cửu đế âm trầm, dừng lại cách vương lâm trăm trượng. Hắn nhìn chầm chầm vào vương lâm, giờ phút này trớ thuật trong thân thể theo thời gian trôi qua cũng mơ hồ có dấu hiệu bạo phát, ngươi muốn cái giá gì đây, cửu đế hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm bản thân tỉnh táo, chân phải vương lâm lại hơi dẫm mạnh hơn lên ngực đạo nhất. Lập tức chỉ thấy hắc khí càng tràn ngập thân thể đối phương trong sự kích thích này, hai mắt đạo nhất càng điên cuồng, còn có vẻ tan rã, hóa thành nỗi đau mà hắn chưa bao giờ trải qua, còn cả sự khuất nhục tới từ tâm thần khi bị Vương Lâm dẫm đạp dưới chân. Ta muốn cái đầu lâu trẻ con kia, hai mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, bình tĩnh mở miệng, cửu đế nhướng mày, đạo nhất, đưa cái đầu lâu kia cho ta, ngươi có thể đi, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Hắn lúc này đã chiếm thế chủ động nhưng chưa bao giờ muốn giết đạo nhất. Dù sao thì hắn cũng là nhờ mấy đại thiên tôn trúng trớ thuật mới đạt được cục diện này, cũng không phải là nhờ tu vi chính thức mà có được. Đạo nhất nhìn chầm chầm vào vương lâm, giống như muốn nhớ thật kỹ hình dáng vương lâm. Đạo nhất, cho hắn đi, cửu đế hừ lạnh một tiếng. Đạo nhất biết thời gian của một không còn nhiều, thương thế lúc này, trớ thuật trong cơ thể lúc này muốn xóa bỏ cũng vô cùng khó khăn. Nếu còn trì hoàng thêm nữa thì dù có xóa được thì tu vi của bản thân cũng sẽ tốn hại rất nhiều. Trong tiếng gầm rống, khi chân phải vương lâm hơi buông lỏng ra, tay phải đạo nhất dơ lên, chụp vào hư không một cái. Lập tức một cái đầu lâu nhỏ bằng nắm tay xuất hiện trong tay hắn, buông đầu lâu trong tay ra, thân thể đạo nhất nhoáng lên, bay thẳng về phía bầu trời, trong nháy mắt liền phá vỡ hư vô, biến mất hoàn toàn, đầu lâu này thoạt nhìn như của trẻ con, tràn ngập tử khí. Trong nháy mắt khi xuất hiện, tử khí này liền ầm ầm lan tràn ra bốn phía, giống như dung nhập vào hư vô, cuốn động tám phương. Loại cảm giác quen thuộc này lập tức di động rõ ràng trong tâm thần Vương Lâm. Hắn giơ tay phải lên, nhất thời khiến đầu lâu bay thẳng về phía mình, bị Vương Lâm bắt được, thu đầu lâu này lại, thân thể Vương Lâm lui lại từng bước, tới bên cạnh đầu lâu của tiên tổ. Người điên đang nằm ở đó, vẫn đang hôn mê, Vương Lâm, bố cục của lão phu và điệu vong tộc lúc này thu hoạch lớn nhất ngược lại lại là ngươi. Chuyện này lão phu sẽ nhớ kỹ sau khi rời khỏi nơi này ngươi phải nhanh chóng trở thành đại thiên tôn một chút nếu không thì đợi tới khi lão phu khu trừ được trớ thuật rồi ngươi cũng phải trả lại sự công bằng cho ta cửu đế nhìn vương lâm với thân phận của hắn cũng không cần phải che giấu nói thẳng ý nghĩ của mình ra còn cả ngươi song tử nếu đạo nhất cuối cùng không thể khôi phục thế lực tiên tộc ta bị cổ tộc đánh tan thì ngươi sẽ phải tận mắt thấy máu tươi của con dân tiên tộc ta bị cổ tộc giết chóc Đến lúc đó tử dương tông của ngươi cũng không thể tránh khỏi số kiếp đâu. Kế hoạch của lão phu vốn là tốt, muốn để tất cả đại thiên tôn của tiên tộc ta cùng chia sẻ di vật của tiên tổ, khiến tu vi chúng ta tăng vọt, khiến đời đời tiên tộc từ nay về sau không còn tiên hoàng nhất mạch nữa, nhưng bởi vì ngươi mà tất cả đều thay đổi. Việc này ngươi phải chịu hậu quả, cửu đế cười lạnh, song tử trầm mặt, không nói gì nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ phức tạp và mê mang, nội tâm vương lâm thầm ấy nấy. Hắn nhìn xong tử đại thiên tôn trong lòng đã có quyết định ta nợ xong tử đại thiên tôn rất nhiều chỉ có dùng toàn lực ngăn cản cuộc chiến giữa cổ tộc và tiên tộc lấy hành động này để khiến nàng không phải hối hận chuyện bổn tôn quyết định nếu đã làm thì ngươi cũng không phải nhiều lời song tử trầm mặt nửa ngày lạnh lùng nói tốt tốt cửu đế cười ha hả ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vương lâm lão phu có thể cho ngươi mang đầu lâu của tiên tổ đi nhưng không thể cho ngươi mang liên đạo phi đi việc này không thể thương lượng chút nào. Mang theo đầu lâu rời khỏi nơi này đi, lão phu đã nhượng bộ. Ngươi nếu vẫn còn muốn như trước, mạnh mẽ mang liên đạo phi đi thì lão phu sẽ không cần áp chế trớ thuật nữa, liều mạng dù sau này rất khó khôi phục cũng phải khiến ngươi nằm lại nơi này, song tử. Ngươi có thể giúp hắn lấy được đầu lâu của tiên tổ nhưng hôm nay tiên hoàng đã chết, đầu lâu của tiên tổ đã tồn hại. Ngươi hẳn phải biết liên đạo phi mà tỉnh lại thì có tác dụng gì cửu đế chậm rãi nói, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh như đồng tử trong hai mắt lại co rụt lại, Vương Lâm. Lưu liên đạo phi lại đi, song tử trầm mặt trong chốc lát, nhìn về phía Vương Lâm nói, chương 1999, khúc chung nhân tán không sầu mạc, nếu chỉ có cửu đế nói, thì Vương Lâm có thể không nghe. Hắn đến hoàng cung này chính là để cứu người điên, sao có thể vì cửu đế uy hiếp mà bỏ qua như vậy? Hơn nữa Vương Lâm tuyệt đối cũng không tin cửu đế này lại có thể làm như những lời hắn nói, không áp chế sức mạnh của lực lượng trớ thuật bên trong cơ thể, khiến cho thân thể hắn rất khó khôi phục. Nhưng lời nói của song tử Vương Lâm lại không thể không nghe, trong lòng hắn vốn đã cảm thấy mắc nợ song tử, nàng nói như vậy Vương Lâm cũng chỉ có thể trầm mặt, cho ta một lý do đi, hồi lâu sau, Vương Lâm nói một cách khó khăn. Hắn không nhìn cửu đế, mà nhìn song tử Đại Thiên Tôn, tiên hoàng đã chết, Liên đạo phi rất quan trọng với tiên tộc. Song Tử Đại Thiên Tôn than nhẹ, ánh mắt nhìn Vương Lâm, "Vương Lâm, Liên đạo phi nhất định phải ở lại, người nói là hải tử trước giờ vẫn im lặng." Nàng nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói, "Nơi này là cấm cung, mặc dù hôm nay đã sụp đổ, nhưng những thứ ở nơi này có thể tự mình khôi phục." Ở tiên tộc, cấm cung là nơi cực kỳ trọng yếu, vì ở nơi này có đầu của tiên tổ. Đầu của tiên tổ có tác dụng trấn áp linh hồn trong 72 châu của tiên tộc. Vì có nó tồn tại nên mới khiến cho linh hồn của 72 châu thủy chung vẫn bị phong ấn, một khi đầu của tiên tổ không còn thì lúc đó cũng không còn sức mạnh trấn áp 72 linh hồn vẫn còn sống kia nữa, thậm chí một vài linh hồn đã tử vong khi lực trấn áp biến mất cũng sẽ không còn ở trạng thái đại lục mà sẽ quay trở về hư vô, đến lúc đó, tất cả tiên tộc sẽ hoàn toàn đại loạn thậm chí những đại lục sẽ lần lượt sụp đổ tiêu tan, mang lại cho tiên tộc một kiếp nạn lớn. Theo kế hoạch của tộc ta trước kia cũng không định hủy diệt tiên tộc, cho nên sau khi phân chia đầu của tiên tổ, sẽ chọn một người ngủ say ở lại chỗ này, thay thế đầu của tiên tổ trở thành sức mạnh trấn áp linh hồn của 72 châu, người mà chúng ta chọn chính là Liên Đạo Phi, hắn có huyết mạch của tiên tổ, còn được truyền thừa một phần tu vi của tiên tổ, hơn nữa nhiều năm qua tộc ta cũng dần dần để lại dấu ấn trên người hắn chỉ cần mở dấu ấn này ra, sẽ có thể khiến cho Liên Đạo Phi sau khi được truyền thừa tu vi của tiên tổ sẽ trở thành đại thiên tôn, với tu vi đại thiên tôn của hắn phối hợp với bí thuật của tộc ta sẽ có thể có được hiệu quả trấn áp, ngươi không thể mang hắn đi. Nếu ngươi ngoan cố, thì ta cũng sẽ ra tay." Hải Tử nhẹ giọng nói, "Vương Lâm, để Liên Đạo Phi lại, tính mạng hắn sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là ở lại nơi này trấn áp linh hồn của 72 châu thôi." Song Tử thầm than, nhìn Vương Lâm Lần thứ hai mở miệng, Cửu Đế ở một bên, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không nói gì. Vương Lâm trầm mặt, nhìn người điên đang hôn mê ở trên đầu của tiên tả, không một chút do dự, hắn mở miệng nói, "Ta bỏ qua đầu của tiên tổ, chỉ mang liên đạo phi đi, bỏ qua, lại để đầu của tiên tổ vào chỗ cũ cũng không thể có tác dụng trấn áp nữa, vì đầu của tiên tổ đã bị chia cắt, tu vi của tiên tổ trong đó cũng bị phân tán, vật này đã là vật vô dụng." Cửu Đế hừ lạnh một tiếng sắc mặt vương lâm lập tức tái nhợt trong mắt lộ ra vẻ điếu tranh và phức tạp lời nói của đối phương rất đơn giản thậm chí không cần nghĩ ngợi vương lâm cũng hiểu rõ việc này là thật vương lâm để liên đạo phi lại đi đây là lần thứ ba song tử nói thời gian chậm rãi trôi qua sự đấu tranh của vương lâm cuộn lên như biến ở trong lòng hắn rất lâu sau hắn thở dài một tiếng hắn không thể cổ mang người điên đi được song tử đại thiên tôn sẽ ngăn cản cửu đế cũng sẽ ra tay, còn có hải tử thiên tôn, nếu ba người này ra tay thì vương lâm sẽ không thể mang người điên đi được, hơn nữa nếu đem người điên đi. Như vậy tiên tộc sẽ đại loạn, vương lâm hắn có thể không cần biết, nhưng song tử đại thiên tôn thủy chung vẫn giúp đỡ mình, nếu chuyện đó xảy ra thì thậm chí tử dương tông cũng sẽ có thể bị hủy diệt, trong lúc trầm mặt, trên mặt vương lâm hiện lên vẻ đau khổ. Hắn nhìn người điên đang hôn mê kia, chậm rãi nhắm hai mắt lại, người điên, lần sau khi Vương Lâm quay trở lại hoàng cung tiên tộc này, chính là sẽ cứu ngươi ra. Ta thề, Vương Lâm giơ tay phải lên, vỗ lên đầu của tiên tổ, lập tức cái đầu này hóa thành kim quang, bị Vương Lâm thu vào trong không gian trữ vật. Hắn ngẩng mạnh đầu, cửu đế. Ngươi không cần phải tìm ta, sau này Vương Mổ sẽ còn quay lại, nói xong, thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, bay thẳng lên trời. Hắn không quay đầu lại, để lại người điên đang hôn mê tim hắn quặn đau. Chuyến đi hoàng cung này hắn đã có được lợi ích rất lớn, có được một phần truyền thừa của tiên tổ, còn ngưng tụ ra được hình dáng đại thiên tôn chi dương, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể mang được người điên đi. Nếu có thể lựa chọn, thì Vương Lâm sẽ không chút do dự mà bỏ qua tất cả những cơ duyên kia để đối lấy việc mang người kia đi. Nhưng tất cả mọi chuyện đã được định đoạt ngay từ đầu, với tính toán của lão tổ đại hồn môn của điệu vong tộc kia, sợ là việc tiên hoàng muốn đoạt xá người điên cũng bị tính ra rồi hoặc có lẽ việc đoạt xá kia cũng là một phần của kế hoạch nhưng không ngờ lại bị ta phá hoại thậm chí ngay cả việc tiên hoàng tự bạo sức mạnh của trớ thuật bị phân chia lên bốn đại thiên tôn kia lão tổ của đại hồn môn rất có thể cũng đã tính toán ra nhưng không nói ra và ngăn cản hắn làm như vậy có lẽ cũng vì tộc nhân đời này của hắn hải tử cũng có lẽ là để xóa đi sự tức giận của ta đối với tộc của hắn nhưng hắn rốt cuộc đã nhìn thấy những gì đối với ta luôn luôn khách khí chẳng lẽ trong mắt hắn sự tồn tại của ta so với đại thiên tôn còn làm cho hắn kiên kỵ hơn sao vương lâm nghĩ tới lời nói mà thiên tài của điệu vong tộc này để lại trong đại hồn môn một chữ ngài vô cùng thành kính song tử đại thiên tôn cúi đầu nhìn thoáng qua liên đạo phi đang hôn mê than nhẹ một tiếng thân thể nàng nhoáng lên một cái cùng theo vương lâm bay lên không trung đi về đằng xa trên không trung bị phá tan của cấm cung Vương Lâm khi rời khỏi cũng không nhịn được cúi đầu nhìn xuống phía dưới, hắn nhìn thấy Hải Tử đang thi triển bí thuật của tộc nàng, khiến trên thân thể người điên đang hôn mê tỏa ra kim quang chói mắt. Dưới kim quang này thân ảnh của người điên bị một phần mặt trời bao phủ toàn thân, bên ngoài cơ thể hắn, ánh mặt trời kia tỏa ra kim quang vạn trượng, một luồng dao động tu vi đại thiên tôn bất ngờ từ bên trong mặt trời tràn ra, sức mạnh của đại thiên tôn này không chỉ có hình dáng mặt trời đại thiên tôn như Vương Lâm mà đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Dưới kim quang này, liên đạo phi đã trở thành đại thiên tôn thứ năm của tiên tộc sau tiên hoàng, nhưng đại thiên tôn này sẽ vĩnh viễn ngủ say, sẽ không tỉnh lại, hắn tồn tại chỉ để thay cho đầu của tiên tổ trấn áp linh hồn trong 72 châu. Vương Lâm nhìn người điên trở thành đại thiên tôn, hắn nhìn thân thể của đối phương bị bao trùm dưới kim quang, bên trong ánh sáng màu vàng này dần dần hóa thành một ngọn núi. Ngọn núi này toàn bộ có kim quang bao phủ, xông thẳng lên tận trời cao khi ngọn núi xuất hiện mặt đất đã vỡ tan được khôi phục lại như cũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhưng so với chính ngọn núi lúc trước mặt đất hiện giờ chỉ có một ngọn núi màu vàng tồn tại không trung cũng theo đó khôi phục lại cuối cùng toàn bộ không trung đã khôi phục lại hoàn toàn sau khi liếc nhìn ngọn núi màu vàng kia nửa ngày vương lâm xoay người mang theo lời thề tận sâu trong lòng bỗng nhiên rời khỏi rời khỏi tấm cung bên trong địa cung đã sụp đổ Vương Lâm từng bước bước đi, biến mất hoàn toàn. Khi xuất hiện, hắn đã ở bên trong hoàng cung trong tổ thành của tiên tộc ở Trung Châu trên tiên cương đại lục. Hoàng cung đã trở thành một đống đổ nát, liếc mắt nhìn chỉ còn có pho tượng kia đứng cô đơn sừng sững ở nơi đó. Pho tượng này chính là của tiên tổ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay duỗi ra, giống như là đang thi triển thần thông. Vương Lâm nhìn pho tượng kia, trầm mặt không nói gì, ở bên cạnh hắn có gợn sóng nổi lên, song tử đại thiên tôn đi ra thời đại của tiên tổ đã qua đi sự che chở của hắn cũng đã tiêu tan tiên tộc sau này cũng không còn huyết mạch tiên hoàng nữa song tử đại thiên tôn nhìn pho tượng kia than nhẹ một tiếng cám ơn ngươi vương lâm bình tĩnh nói đây là lời hứa từ trước của ta với ngươi mặc dù phải trả một cái giá rất lớn nhưng ta cũng phải cám ơn ngươi khi ta phân thế ngươi đã lựa chọn ta chỉ là hai tiểu cô nương liên đạo phi quả thật là không thể để cho ngươi mang đi Hy vọng ngươi có thể thông cảm, dù sao ta cũng là người của tiên tộc, còn ngươi có thể thuộc về cổ tộc." Song Tử Đại Thiên Tôn chậm rãi nói, thần sắc Vương Lâm vẫn như thường. Hắn xoay người nhìn về phía Song Tử Đại Thiên Tôn, đối với việc có thể chỉ ra thân phận của bản thân, Vương Lâm cũng không hỏi, cũng không che giấu. "Cảm ơn." Vương Lâm ôm quyền, hướng về phía Song Tử Đại Thiên Tôn vái một vái, "Ta có được hai mắt của tiên tổ, sau khi trở về Tử Dương Tông sẽ bế quan, còn ngươi sẽ rời khỏi, hay đi cùng ta trên đường trở về tử dương tông. Ta muốn quay lại đại hồn môn một chuyển sau đó, rời khỏi tiên tộc. Ánh mắt vương lâm nhìn về phía đông châu, chậm rãi nói, song tử đại thiên tôn trầm mặt một lát, rồi than nhẹ một tiếng. Cũng không biết việc ta giúp ngươi là đúng hay sai. Nàng lắc đầu, thân mình dừng lại, tử quan tràn ngập, lại một lần nữa hóa thành hai tiểu cô nương. Hai tiểu cô nương này vẻ mặt vẻ oải, cùng quay đầu nhìn Vương Lâm, lộ ra một vẻ ngây thơ sau khi mỉm cười một cách khờ khạo, vẫy tay tạm biệt Vương Lâm, rồi hóa thành hai đạo cầu vòng bay lên không trung. Hoa oa, sau khi trở về ta muốn ngủ một giấc, mệt mỏi quá à, có lẽ sau khi trở về, trước tiên phải xem Tiểu Lan mấy ngày này ra sao đã, sau đó rồi hẳn nghi ngơi, được được, vậy cứ quyết định như vậy đi, tiếng trẻ con lạnh lóc giống như là tiếng chuông trong gió vang vọng. Vương Lâm nhìn thân ảnh của hai tiểu cô nương kia bay đi xa, thì thào nói, cảm ơn các ngươi. Vương Lâm nhắm hai mắt, hồi lâu sau lại mở ra, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Hắn không nhìn thấy bên trong hoàng cung phía sau, trên đống đổ nát, hải tử yên lặng nhìn bóng lưng hắn, dưới bầu trời đang dần về chiều, thần sắc rất buồn bã, hải tử, đi thôi, ở phía sau hải tử, cửu đế mang vẻ mặt quể oải đi ra, trên người hắn đã bắt đầu tràn ngập hắc khí, mơ hồ đã không thể áp chế được, con không ra tay ngăn cản hắn, ta không trách con. Người này không tồi, ta đã già rồi, tộc ta có thể kết giao với hắn, đối với con sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Cửu đế bị hắc khí vần quanh, ánh mắt nhìn hải tử lộ ra một vẻ hiền diệu và cưng chiều. Chương 2000, lời khẩn cầu tới từ năm tháng vạn cổ, tin tức hoàng cung trong tổ thành bị hủy diệt, tiên hoàng mất mạng được cửu đế áp chế không cho lan ra, hoàng cung trở thành đống đổ nát lúc này cũng được nhanh chóng khôi phục bình thường, giống như tất cả đều không hề phát sinh, tiên hoàng lại bế quan một lần nữa đời tiên hoàng liên đạo chân này vốn thường xuyên bế quan thời gian không đoán được cho nên tu sĩ cả tiên tộc đối với việc tiên hoàng bế quan cũng không liên tưởng nhiều lắm võ phong về tới dòng sông băng tại bắc châu lập tức đóng băng toàn thân chìm đắm trong hàng khí vạn năm không tan yên lặng xua tan trớ thuật trong thân thể vì hắn vẫn không ra tay nên trớ thuật cũng dễ xua tan hơn so với đạo nhất và cửu đế một chút hơn nữa hắn đạt được hai tay của tiên tổ một khi xua tan toàn bộ hắc khí của trớ thuật xong thì tu vi sẽ tiến lên không ít, đạo nhất kéo theo thân thể tàn tạ, trong cơn đau đớn tràn ngập tâm thần, gầm thét cổ chịu, mang theo nỗi khuất nhục đè nặng tâm thần, sau khi về tới đạo nhất tông lập tức bế quan, chẳng qua trớ thuật trong cơ thể hắn đã bộc phát toàn bộ, thủ đoạn tầm thường căn bản không thể khu trừ. Nhưng đạo nhất thân là đại thiên tôn, người ngoài cũng không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán, giống như song tử từng gọi hắn là kẻ mặt giả hắn vì xua tan trớ thuật trong cơ thể mà lại không ảnh hưởng tới việc khôi phục tu vi sau này, triệu tập mấy dược thiên tôn dưới trướng trong đạo nhất tông, cũng gọi cả rất nhiều kim tôn, đem trớ thuật trong cơ thể mạnh mẽ phân tán ra, khiến mỗi người đều phải chia sẻ, trớ thuật này mạnh mẽ như vậy, tu sĩ kim tôn dính vào hắn phải chết. Dù là tu sĩ thiên tôn thì đụng phải cũng khiến toàn thân lập tức rửa nát, phát ra tiếng gầm thét thê lương tuy có thể chống chọi một thời gian dài hơn một chút như kết quả cuối cùng vẫn là tử vong. Chỉ có dược thiên tôn mới có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ mà vượt qua được sau khi chia sẻ trớ thuật này. Nhưng phải trả một cái giá rất đất, cho tới khi tất cả tu sĩ dược thiên tôn dưới trướng đạo nhất đã phân tán trớ thuật xong, đạo nhất lại càng điên cuồng, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ bước thứ ba, dù có thể chia sẻ một tia đối với hắn cũng có lợi ích lớn, loại hành động tàn nhẫn này khiến đạo nhất tông hầu như trở thành tử tông. Sau khi Cửu Đế mang theo Hải Tử trở về Đế Sơn liền lập tức bế quan. Tu vi của hắn vốn đã rất mạnh, dù bị hắc khí bao phủ nhưng vẫn có thể dựa vào bản thân chậm rãi xua đi. Lại có Hải Tử dùng thần thông của Điệu Vong tộc trợ giúp. Trớ thuật trong cơ thể Cửu Đế theo thời gian có thể dần dần tiêu tán, chỉ có song tử đại thiên tôn bởi không tham gia cho nên không trúng trớ thuật. Sau khi trở lại Tử Dương Tông, hai cô bé này liền bế quan, dung hợp hai mắt của tiên tổ khiến khi hai nàng xuất quan liền có thể hoàn toàn chữa trị được chuyện ngoài ý muốn tạo thành suy yếu khi chuyển thế lần trước. Tiên tộc vẫn có năm vị đại thiên tôn, chẳng qua vị đại thiên tôn thứ năm đang ngủ say trong địa cung tại không gian xếp chồng trong hoàng cung. Hắn hóa thành một ngọn núi màu vàng kim đứng sừng sững tại cấm địa này, trấn áp linh hồn 72 châu, dưới ngọn núi nọ. Người điên vẫn không thức tỉnh, giống như đang chờ vương lâm lần sau lại tới, sau nửa năm, ở thiên ngưu châu tại đông châu của tiên tộc cả vùng đất thiên ngư châu đầy núi non trong trận đánh với lục ma châu nhiều năm trước rất nhiều núi non đã sụp đổ khiến diện mạo của thiên ngư châu lúc này đã thay đổi nhưng thế cục của các tông môn trong châu này vẫn không có biến hóa lớn đại hồn môn và quy nhất tông vẫn là hai môn phái cực mạnh có nhiều tiểu tông phụ thuộc đệ tử của hai tông môn này năm xưa bị đưa tới tổ thành cũng đã trở lại tông môn từ lâu bọn họ đều có cơ duyên trở thành trụ cột trong tương lai của hai môn phái đại hồn môn, thanh ngư chân nhân năm xưa sau khi Vương Lâm rời đi vẫn luôn bế quan, không hỏi thế sự. Mọi chuyện trong môn phái đều do các vị trưởng lão phụ trách. Hắn chỉ nói một điều là giữ là ngọn núi năm đó ban cho Vương Lâm, cũng biến nơi đó thành cấm địa. Không cho phép người ngoài tiến vào, việc này khiến nhiều người khó hiểu nhưng khi Vương Lâm vang danh tại Thiên Tôn Niết, rất nhiều lời đồn về Vương Lâm truyền ra, đối với thân phận bạch phát dược thiên tôn là người của đại hồn môn thì mọi người mới từ từ hiểu ra bạch phát dược thiên tôn này quả thực là vương lâm bọn họ lúc này mới mơ hồ hiểu nguyên nhân thanh ngư chân nhân lưu lại ngọn núi đó viêm loan trưởng lão năm xưa lúc này đã ở vị trí cao trong đại hồn môn cũng có thể quyết định một số đại sự nàng vốn có thể rời khỏi ngọn núi của mình đi vào sâu trong đại hồn môn lựa chọn một động phủ thật tốt nhưng nàng lại vẫn không rời đi từ trên đỉnh ngọn núi của nàng có thể nhìn thấy động phủ năm đó của vương lâm ở xa xa mỗi khi nàng hồi tưởng lại chuyện năm xưa lại một mình đứng trên đỉnh núi nhìn ngọn núi của vương lâm lặng lặng trầm mặc phàn sang lộ phàn sang mộng vẫn là đệ tử của nàng như trước tư oán năm đó với vương lâm cũng đã hóa giải lúc này nhiều năm đã trôi qua bọn họ đã từ từ quên đi trong đại hồn môn có nhiều trưởng lão những năm gần đây có thêm một người người này tên là đỗ thanh thân thể cũng không phải là huyết nhục mà là một con rối, nguyên thần sau khi ngưng tụ liền trở thành thân thể, hắn cũng không phải nhờ đạt tu vi của trưởng lão mà trở thành trường lão mà được lão tổ của đại hồn môn ban thưởng. Những năm gần đây cuộc sống của hắn rất thoải mái, so với dĩ vần tốt hơn không biết bao nhiêu lần, năm tháng trôi qua. Đại hồn môn ngày qua ngày tồn tại trong thiên ngưu châu cũng không có biến hóa gì quá lớn, vẫn yên bình như trước. Những lầu cắt vẫn như lúc Vương Lâm lần đầu tiên tới đây. Đứng bên ngoài nhìn lại, hiểu biết rất mơ hồ, khi hắn tưởng rằng mình đã hiểu rõ, rời khỏi nơi này, trải qua mọi chuyện, cuối cùng là chuyện trong hoàng cung, biết Đại hồn môn ở xa xôi lại liên quan sâu đậm tới việc này thì hắn mới hiểu ra hóa ra cho tới hôm nay mình còn chưa hiểu rõ Đại hồn môn này, điệu vong tộc. Đời này không ai có thể có vượt qua thiên tài năm đó, vị lão tổ của Đại hồn môn này có lẽ đã tử vong, có lẽ còn chưa nhưng kế hoạch của hắn lại có thể xuyên qua ngàn vạn năm từ suy tính năm đó mà biến hóa thành chuyện hôm nay kế hoạch này bày mưu với mọi người mỗi một người đều là quân cờ trong mắt hắn bước cuối cùng của kế hoạch này đã thành công giải phong ấn giam cầm tộc nhân của hắn khiến cho huyết mạch tiên tổ bị cắt đứt khiến cho một tộc nhân còn sống sót từ nay khôi phục tự do vương lâm nhìn đại hồn môn thần sắc phức tạp hắn đã ở tiên cương đại lục rất nhiều năm cho tới nay mới hiểu là đại hồn môn trong rất nhiều cường giả chẳng đáng gì ở thiên ngưu châu xa xôi này, lại ẩn chứa bí mật từ vô số năm về trước, than nhẹ một tiếng, vương lâm cất bước từng bước đi về phía đại hồn môn. Tu vi của hắn lúc này đã vượt xa thanh ngưu chân nhân, vượt qua tất cả tu sĩ trong đại hồn môn này. Hắn tới không ai phát hiện ra, trong đại hồn môn, vương lâm thấy đổ thanh, thấy viêm loan mặc y phục màu đỏ như lửa đang đứng trên đỉnh núi. Hắn cũng thấy vàng sang lộ, phàn sang mộng, Vương Lâm không dừng lại mà đi tới tàn hồn các sâu trong đại hồn môn. Tàn hồn các này năm xưa phải được thanh ngư chân nhân mở ra thì Vương Lâm mới có thể tìm được. Nhưng hôm nay Vương Lâm từng bước đi tới, lúc xuất hiện đã đứng ở bên ngoài tàn hồn các. Đây là một lầu các bị sương mù mỏng manh bao phủ. Bên ngoài lầu các có hai pho tượng mảnh thú rất lớn đứng nơi đó vô cùng sống động. Đại môn của tàn hồn các đóng kín, bốn phía yên tĩnh. Trên đại môn có ba chữ lớn, tàn hồn các. Nơi này nhìn như có 7 tầng nhưng thực tế nó lại có 8 tầng, 9 tầng, còn có tầng thứ 10. Tầng thứ 10 này năm đó Thanh Ngư Chân Nhân đã từng nói là ngay cả hắn cũng không thể tiến vào, là nơi lão tổ của đại hồn môn qua đời. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn đỉnh của tàn hồn cát. Hắn tới đây để tìm đáp án, tìm vật mà vị thiên tài của điệu vong tộc năm xưa lưu lại cho mình, đẩy đại môn đóng chặt của tàn hồn cát ra, Vương Lâm đi vào nơi này tất cả mọi thứ tại nơi này hắn đều quen thuộc từng bước bình tĩnh đi lên cầu thang tiếng lạch cạch vang lên trong lầu các yên tĩnh vương lâm đi lên tầng thứ hai tầng thứ ba cho tới tầng thứ tám năm đó nơi này có cấm chế nhưng đối với vương lâm ngày nay thì không cần phá mà chỉ đi qua là tiêu tán nhìn cầu thang thông tới tầng chín vương lâm chậm rãi bước lên từng bước đi tới tầng chín trên tầng chín này có một vài ngọc giảng trôi nổi bên trong ghi chép thần thông cực mạnh của đại hồn môn đa trọng huyễn thuật đầy đủ mà năm đó Vương Lâm muốn có cũng nằm ở nơi này. Ánh mắt đảo qua đám ngọc giảng đó, Vương Lâm thấy tất cả những ghi chép trong đó, hướng về phía cầu thang xa xưa ở cách đó không xa đi tới, nơi này thông lên tầng 10, 13 bậc thang. Vương Lâm dơ bước một cái liền đi qua, đi tới tầng cao nhất của tàng hồn cát, tầng thứ 10, trong tích tắc khi tiến vào tầng thứ 10. Vương Lâm thấy được cảnh tượng khiến hắn trầm mặt hồi lâu. Hắn nhìn nơi này, thần sắc phức tạp. Rất lâu, rất lâu sau Vương Lâm mới thở dài một tiếng, hóa ra đây là vật ngươi lưu lại cho ta. Cũng chính là ngươi muốn ta phải tới đây để chứng kiến. Thiên tài của điệu vong tộc, chuyện ngươi lợi dụng ta, ta đã nói với hải tử là từ nay xóa bỏ. Vương Lâm không nhìn lại tầng thứ 10, xoay ngươi từng bước rời đi, thân ảnh dần dần biến mất. Vương Lâm rời đi liền lộ ra cảnh tượng trên tầng thứ 10. Tầng thứ 10 này không lớn, không gian chỉ tầm 10 trượng. Nơi đó có một pho tượng, còn có một bộ hài cốt pho tượng là một nam tử hắn đứng nơi đó ánh mắt bao quát xung quanh trong mắt giống như ẩn chứa lực lượng hủy diệt cả trời cao người này không giận mà uy nghiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ hài cốt trước người mà bộ hài cốt đó lại đang quỳ gối trước pho tượng thần sắc lộ vẻ thống khổ và cầu khẩn đầu của hắn đã nứt ra một khe bên trong không có não ngực hắn có một lỗ thủng cũng không còn tim nữa hai tay hắn giơ lên, trong tay trái đặt não đã khô héo, tay phải đặt trái tim đã ngừng đập. Hắn nhìn pho tượng giống như hy vọng được tha thứ. Hắn quỳ gối như thế đã qua vô số năm rồi, đây cũng không phải là một bộ hài cốt tầm thường mà là một bộ hài cốt nhốt linh hồn. Linh hồn này đang khẩn khoản cầu xin tha thứ, pho tượng kia đúng là điêu khắc vương lâm, mà bộ hài cốt thì chính là lão tổ đại hồn môn, thiên tài của điệu vong tộc, chương 2001, biển. Trên tiên cương đại lục, 72 châu của tiên tộc chiếm hơn 5 phần của tiên cương, còn gần 5 phần còn lại là 36 quận của cổ tộc. Còn có một phần phạm vi là biển cả vô tận được tiên tộc và cổ tộc cùng chia sẻ. Vùng biển này là vùng biển lớn nhất trên tiên cương, quanh năm sóng gió dữ dội, sương mù che phủ bầu trời, phạm nhân không thể vượt qua. Ngay cả tu sĩ nếu không phải là hạng người có tu vi cực cao thì hoàn toàn không thể vượt qua vùng biển rộng lớn này. Vùng biển này đã trở thành một vách ngăn thiên nhiên khiến cho tiên cổ rất khó qua lại lẫn nhau. Tiếp giáp với vùng biển này là Bắc Châu của Tiên tộc. Ở bên trong vùng đất quanh năm đóng băng này có một châu tận cùng phía bắc của Bắc Châu, tên là Hàn Châu. Châu này không lớn, gần như toàn bộ đều tràn ngập là tuyết. Tu sĩ sinh sống trên châu này phần lớn đều đã quen với thời tiết và khí hậu như vậy. Những công pháp mà họ tu luyện cũng đều là loại băng hàng. Nơi này phàm nhân rất thưa thớt càng về phía bắc lại càng ít người hơn ở phía bắc của châu này là một vùng biển rộng mênh mông nếu từ bên trên nhìn xuống hàng châu này thì có thể nhìn thấy rõ ràng cả hàng châu này giống như là một khối băng rất lớn lơ lửng ở bên bờ biển kia bị nước biển hàng ngày xâm lấn nhưng thủy chung cũng không thể hòa tan được thậm chí trong vùng biển nơi tiếp giáp với châu này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một vài tầng băng ngưng tụ ở trong nước biển trôi lơ lửng ra xa ở bốn phía chỗ tiếp giáp này ở trong phạm vi trăm vạn dặm không có một sinh linh nào, ngay cả tu sĩ cũng rất hãn hữu đi tới nơi này, bởi vì hàng khí nơi đây thật sự rất mãnh liệt, tu sĩ cũng chỉ có thân thể máu thịt, ở nơi này máu ở trong cơ thể cũng đều phải hóa thành nước đá, không thể sống quá lâu, gió tuyết nước nở, gào thét tràn ngập trong thiên địa, khiến cho những bông tuyết như đám lông ngồng kia sau khi bị cuốn bay cao lên, lại chậm rãi theo gió tản đi. Rơi trên mặt đất, dưới bầu trời đầy gió tuyết, trên vùng đất rộng mênh mông này, dần dần có ba bóng người ở trên mặt đất tuyết đằng xa từng bước đi tới. Trong ba người này, một người toàn thân mặc áo tơi, tóc trên đầu bạc trắng, giữa những sợi tóc còn xen kẽ một vài bông tuyết, trên áo tơi cũng bị một lớp tuyết dày bao phủ. Theo bước đi của hắn, tuyết tróc ra rơi xuống, nhưng lại có tuyết mới phủ lên. Hai người ở phía sau, một người thoạt nhìn như một lão già, nhưng nhìn kỹ có vẻ như là một nam tử trung niên. Nam tử này trên đầu đầy tuyết trắng xóa, thân thể rét rung lên, hai tay đặt ở hai bên mép không ngừng thở ra khí trắng thỉnh thoảng lại nhìn về phía người ở bên cạnh ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét ở trên vai nam tử này còn có một con rắn nhỏ nhưng hình dạng của con rắn này lại giống như rồng lúc này lười biếng nằm ở đó mỗi khi phát hiện ra nam tử kia sắp đông cứng lại liền thở ra một hơi khiến cho nam tử này có thể kiên trì gắn gượng người cuối cùng là một đại hán nói một cách chính xác có lẽ hắn không phải là một đại hán mà là một thanh niên gầy yếu sau khi khoác lên một tầng áo bông thoạt nhìn cực kỳ to béo hắn bước đi ngên ngang sau khi dẫm sâu vào trong tuyết lại phải cổ sức giơ chân lên nơi này rất lạnh nhưng trên trán thanh niên kia không ngờ lại có mồ hôi tỏa ra từng trận bạch khí thoạt nhìn rất thú vị âm thanh dẫm lên tuyết loạt xoạt bị tiếng gió nứt nở át đi không thể truyền ra chỉ có thể nhìn thấy ba hàng dấu chân rất nhanh biến mất không thể tồn tại dưới cơn gió tuyết quá lâu đã bị xóa đi chỉ có tiếng người thỉnh thoảng lại vang vọng truyền ra giống như không thể bị ác đi. Cũng may là hứa gia gia ngươi thông minh, ở trong động phủ giới cũng vậy, mà ở trên tiên cương đại lục này cũng thế. Lưu Kim Bưu Tên tiểu tử nhà ngươi so với hứa gia gia ngươi còn lâu mới theo được, thanh niên mặc tầng tầng lớp lớp áo bông dày kia vẻ mặt đắc ý, lau mồ hôi trên trán một cách rất phô trương, nóng quá, trời đúng là quá nóng, không thể chịu được, nóng quá rồi. Kim Bưu à, ngươi không nóng sao, tại sao ta lại nóng như vậy chứ? nam tử bên cạnh kia chính là Lưu Kim Bưu. Hắn hung hăng nhìn hứa lập quốc, đang định nói lại, nhưng vì có gió lạnh thổi tới nên lập tức lạnh rung lên, ngay cả sắc mặt cũng có chút xanh sao. Ôi, Kim Bưu à, trời nóng thật, sao ngươi lại rung lên như vậy, chẳng lẽ ngươi lạnh sao? Ôi, đừng giả bộ nữa, không có ít gì đâu, ngươi không lừa được ta đâu. Hứa gia gia ngươi mấy năm nay ở trong tổ thành, có cái gì là chưa từng nhìn thấy, bảo bối cũng tìm được không ít, còn có tiểu đào hoa tiểu đào hồng tiểu đào lam hầu hạ bên giường sung sướng biết bao kim bưu à mấy năm nay ngươi sống như thế nào vậy hứa lập quốc làm ra vẻ như có ý tốt nhưng vẻ đắc ý trong mắt cũng đối lập hẳn với vẻ mặt khiến cho lưu kim bưu gần như muốn xông tới liều mạng ôi nhiều quần áo quá trời cũng nóng quá lưu kim bưu à hình như ngươi thật sự rất lạnh hả không sao hứa gia gia ngươi là huynh đệ tốt của ngươi ta sẽ cho ngươi ngay khi lưu kim bưu sau khi sửng sốt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi hứa lập quốc liền cười ha hả lại mở miệng nói ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết về giá trị của những bộ quần áo này sau khi ngươi nghe xong hãy tưởng tượng một chút nói không chừng sẽ không thấy lạnh nữa ngươi không phải có thuật lừa đảo sao chuyên lừa gạt chính mình sao nói với bản thân là ngươi đang mặc trên người vô số quần áo ấm của hứa lập quốc cũng đâu phải là không được bộ dạng của hứa lập quốc rất cảm khái hắn vuốt quần áo trên người lắc lắc đầu, bộ quần áo này chính là một vật chí bảo. Dùng thiên miên để làm ra, có thể tự sinh ra khí tức ấm áp, là vật hứa gia gia ta đã đoạt được của trần gia, cái áo bông này cũng là vật chí bảo. Mặt trên người giống như là đang ôm một đống lửa, là hứa gia gia ngươi đã giật dây vương gia đoạt được từ triệu gia, cái này, cái này, còn có cái này, hứa lập quốc lần lượt giới thiệu, chưa kịp nói xong, lưu kim bưu kia gào to lên một tiếng, hứa lập quốc gọi hứa gia gia ngươi có chuyện gì ở trước mặt chủ nhân chẳng lẽ muốn ăn cướp hay sao được tới đi tiểu bưu nhà ngươi cũng to gan thật hứa lập quốc trừng mắt lập tức cởi áo nhưng hắn mặc quần áo quá dày lại mặc quá nhiều một lúc không thể cởi hết được chủ nhân ngươi xem hắn ta ta sau khi lưu kim bưu gào lên với hứa lập quốc lập tức nhìn về phía vương lâm đang ở phía trước không để ý tới bọn họ chút nào bắt đầu cầu khẩn chủ nhân không nên để ý tới hắn là chính hắn muốn rèn luyện thân thể, đề cao tu vi. Chủ nhân người cứ đi thông thả, tuyết rơi dày lắm, không cần phải lo cho chúng ta không sao, không sao, tiểu hứa tử có thể tự mình xử lý được. Hứa lập quốc vội vàng mang theo vẻ mặt a du chạy nhanh tới phía sau Vương Lâm, đi ở một bên nâng tay lên bóp vai Vương Lâm, còn quay đầu lại, trong lúc đắc ý trợn mắt hung hăng nhìn Lưu Kim Bưu vài lần, muốn đoạt địa vị trong lòng chủ nhân với hứa gia gia ngươi hả. Tiên tiểu bưu tử nhà ngươi còn chưa đủ tư cách. Khi Hứa gia gia ngươi đi theo chủ nhân thì tên tiểu tử ngươi vẫn còn không biết đang lang thang ở nơi nào, Hứa Lập Quốc truyền ra thần niệm, ngươi, ta làm sao, chính ta đã kiến nghị với chủ nhân là hai người chúng ta tu vi không đủ, tốt nhất là ở Bắc Châu lạnh như băng này dựa vào tu vi của mình mà đi qua, như vậy chẳng những có thể khiến cho ý chí của bản thân thêm kiên cường, mà còn có thể không ngừng vận chuyển tu vi, nâng cao hơn một chút, đó cũng là một chuyện tốt là ta nói đấy, vậy thì làm sao? Hứa lập quốc ta tu vi không cao như ngươi, không có con ngu lông kia hỗ trợ, ta sợ bị lạnh, ta mặc áo bông vào thì ngươi tức cái gì hả? Nếu ngươi có áo bông thì ngươi cũng mặc thôi. Hứa lập quốc hừ một tiếng, nhìn hai người này còn muốn tiếp tục đấu khấu, vương lâm nhíu mày. Dọc đường đi tới đây, từ sau khi hai người xuất hiện, Thủy chung vẫn không ngừng đấu khẩu với nhau, được, lưu kim bưu. Nếu ngươi không kiên trì được, thì ta có thể thu ngươi vào trong không gian trữ vật vương lâm dừng chân lại quay đầu nhìn về phía lưu kim bưu đang lạnh run kia quyết không thể để hứa lập quốc có cơ hội ở lại một mình với chủ nhân người này không chừng sẽ nói xấu ta lưu kim bưu cắn răng lập tức lắc đầu chủ nhân ta ta còn có thể chịu được thân thể lưu kim bưu lên ngay cả thanh âm của hắn cũng run rẩy hứa lập quốc ngươi đưa một vài bộ quần áo cho lưu kim bưu đối với tâm tư của hai người này vương lâm liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn xoay người đi về phía đằng xa hứa lập quốc miễn cưỡng cởi một vài tấm áo bông ném cho lưu kim bưu lưu kim bưu vội vàng mặc vào hai người lại một lần nữa trừng mắt hung tợn nhìn nhau mắng chửi nhau vài câu rồi lập tức đuổi theo vương lâm thời gian trôi qua vương lâm không hề sốt ruột chậm rãi đi về phía bắc của tiên cương đại lục hướng về phía vùng biển mênh mông kia dần dần hàng khí ở nơi đây ngày càng đậm sau khi ngay cả hứa lập quốc cũng chịu không nổi Vương Lâm vung tay áo cuốn lấy hai người, bước tới một bước, rồi thân ảnh biến mất, khi xuất hiện đã ở biên giới của Hàn Châu. Trước mắt là sóng biển dữ dội, một vùng biển rộng lớn sâu thăm thẳm, ở trên đó có rất nhiều khối băng khổng lồ trôi nổi, thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm. đi qua vùng biển này sẽ tới cổ tộc. Vương Lâm tùy ý vung tay phải lên, đem hứa lập quốc và lưu kim bưu thu vào trong không gian trữ vật, một mình đứng ở đó, thân thể hướng về phía trước nhoáng một cái, khi xuất hiện ở dưới chân hắn đã là một khối băng rất lớn, đứng ở trên khối băng, Vương Lâm quay đầu lại nhìn về phía vùng đất của tiên tộc, nhìn nơi đó, ở trước mắt Vương Lâm hiện lên từng chuyện cũ từ khi mới đi tới tiên tộc. Những chuyện cũ này giống như là gió lạnh ở trên biển lúc này, thổi bay mái tóc bạc của hắn. Theo những sợi tóc của hắn tung bay biến đi mất, khối băng ở dưới chân Vương Lâm theo sóng biển nhấp nhô, chậm rãi trôi về phía xa xa, dần dần cách vùng đất của tiên tộc ngày càng xa dần dần vùng đất của tiên tộc trong tầm mắt vương lâm dường như đã trở nên mơ hồ hắn cứ đứng như vậy ở đó nhìn tiên tộc ở đằng xa đang trở nên mơ hồ giữa thiên địa dường như hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc những khuôn mặt này dường như theo hắn đi xa tiêu tan không còn nhìn rõ người điên sau khi ta trở về lời sau cùng vương lâm không nói ra mà hai mắt hắn lộ ra một vẻ kiên định và quyết đoán cũng không biết qua bao lâu cho đến khi ánh mắt Vương Lâm không còn nhìn thấy vùng đất của tiên tộc nữa, chỉ còn nhìn thấy một vùng biển rộng nổi sóng cuồn cuộn. Ở chân trời đằng xa, trời đang dần về chiều, lộ ra một đám mây đỏ như bị thiêu đốt, đám mây đỏ này giống như là đưa tiễn, khi thiên địa đang dần trở nên hắc ám, Vương Lâm xoay người lại, huyền la sư tôn đệ tử tới đây. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể chợt nhám lên một cái. Biến mất khỏi khối băng, không còn thấy bóng dáng. Chương 2002, Đường lối, ngày đêm luân phiên trôi qua, tiếng sóng biển gầm thét là thanh âm duy nhất trên vùng biển trời mênh mông này, nước biển từ từ không còn lạnh như băng nữa mà trở thành sương, chậm rãi trở quay cuồng. Biển khơi cuồng cuộn bốc lên giống như muốn phá tan bầu trời mà đi, giống như ở dưới đáy biển này có một con hải thú cường đại dẫn động cả đại hải xanh thẳm thay thế bầu trời. Hải Long vạn trượng lúc này đang gào thét uống lượng ở ngoài khơi, thân thể cực kỳ linh hoạt, tốc độ dường như còn nhanh hơn phi hành trên đỉnh đầu hải long nọ có một người thân mặt bạch y. Vương Lâm không thi triển xuất địa thành thốn, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới 36 quận của cổ tộc mà tùy ý ngồi trên hải long. Hắn vừa ngồi khoanh chân vừa vận chuyển tu vi trong cơ thể mà điều tức, lúc này đi tới cổ tộc hẳn cũng không có nguy cơ sinh tử. Dù sao thì cũng có huyền la sư tôn nơi đó, một lúc lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng phủ xuống trên người vô cùng ấm áp. Ở cổ tộc ta muốn yên tĩnh, yên lặng tu hành, hoàn thành hứa hẹn với sư tôn, bảo vệ đạo cổ nhất mạch, bảo vệ sư tôn chuyển thế. Dù sao thì ta cũng là người của cổ tộc, thần sắc vương lâm hơi buồn bã, than khẽ một tiếng, đáng tiếc là ở tiên tộc ta lại không tìm được thanh thủy, không tìm được tư đồ, cũng không tìm được lý thiên mai. Đây là tiếc núi của ta, thôi, chờ tới lúc ta trở lại tiên tộc, có lẽ có thể tìm được, vương lâm thầm than. Trước khi rời đi, hắn triển khai thần thức tìm kiếm nhưng cuối cùng lại không tìm được mấy người này. Ta không đi tới thủy cổ nhất mạch và cực cổ nhất mạch mà sẽ đi tới hoàn thành của đạo cổ. Chỉ là không biết hoàn thành của đạo cổ so với hoàn thành của tiên tộc thì thế nào. Vương Lâm trầm mặt nhìn về phía xa xa, tu vi của ta còn chưa đủ, muốn ở cổ tộc bế quan tu hành, tranh thủ sớm trở thành đại thiên tôn. Tới lúc đó hoàn thành ước định với sư tôn xong, ta muốn đi tìm Viễn Nhi, nhớ tới Lý Mộ Viễn ánh mắt vương lâm lộ vẻ đau thương viễn nhi một tia hồn phách của nàng rốt cục đang ở nơi nào chỉ có khi hồn phách của nàng đầy đủ thì ta mới có thể nghĩ biện pháp khiến nàng thức tỉnh vương lâm than khẽ tay phải giơ lên chụp vào hư không trước người một cái lập tức liền có một cái khe bị xé ra bên trong đó là không gian chữ vật của vương lâm năm đó hắn không thể mở không gian chữ vật ra mà không tổn hại nhưng hôm nay lại mở ra dễ dàng hắn đã có thể hoàn toàn triệt tiêu lực lượng xé rách giữa động phủ giới và tiên cương đại lục, khiến không gian trữ vật hoàn toàn không bị tồn hại. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm làm rạng danh vương lâm ở động phủ giới nhoáng lên, lơ lửng trước người hắn, tràn ập một luồng sát khí lạnh như băng dưới ánh mặt trời. Vật này thuộc về bộ tộc đạo cổ, vương lâm cầm huyết kiếm nhẹ nhàng vuốt ve. Sát khí kia ở trong tay vương lâm giống như vui sướng, vần quanh kẻ ngón tay hắn, nó cũng thuộc về dịp mịch. Ta cuối cùng sau khi truyền thừa đầu lâu của Diệp Mịch đã từng hứa với hắn là đối xử tử tế với hậu nhân của hắn. Lúc này hành trình tới đạo cổ cũng cần phải tìm kiếm hậu nhân của hắn, cầm huyết kiếm vung lên một cái, một luồng huyết quang ngập trời bốc lên. Huyết quang nọ lao thẳng lên bầu trời, xoay chuyển một hồi liền phát ra tiếng ầm vang trầm trầm, kiếm này với tu vi của ta đã có thể thoải mái phát huy toàn bộ lực lượng, huyết kiếm trong tay rung lên, bên trong liền truyền ra tiếng nổ bùng bùng bề ngoài huyết kiếm dường như hiện lên vô số khe nước, giống như đang lột da, bị bóc ra một tầng. Huyết quang màu đỏ tươi, màu sắc tươi mắt hơn bột phát ra từ huyết kiếm trong tay Vương Lâm. Huyết kiếm này năm xưa Vương Lâm chưa hiểu rõ nhưng lúc này chỉ liếc mắt một cái liền thấy bên ngoài có một tầng phong ấn nhàn nhạt. Giờ phút này hắn vất tay một cái liền phá vỡ phong ấn, huyết kiếm sau khi được phá vỡ phong ấn, sát khí bên ngoài càng đậm. ầm ầm khuếch tán về tám hướng, bao phủ phạm vi ngàn dặm ngoài khơi giống như hình thành một cơn lốc sát khí cơn lốc này cuốn động bên trong mơ hồ lộ ra một thân ảnh khổng lồ chỉ nhìn hư ảnh này một cái có thể nhận ra hắn là người cổ tộc toàn thân mặc áo giáp trên tay phải của hư ảnh này bất ngờ cầm một thanh huyết kiếm nhỏ và dài kiếm này bị sát khí bao phủ giống như có thể chém tan bầu trời cố hương của diệp mịch chỗ của sư tôn đạo cổ nhất mạch nơi ta cần bảo vệ không biết nơi đó trông như thế nào vương lâm nhìn huyết kiếm sau khi thu hồi hư ảnh trên bầu trời cũng tán đi lộ ra bầu trời trong xanh sau khi hấp thu mảnh vỡ của tu chân liên minh kim bản nguyên đại thành ngũ hành chân thân quy nhất tu vi của ta lại được đề cao thêm một chút vương lâm tu luyện hoàn toàn bất đồng với người khác hắn tu luyện bản nguyên bản nguyên xuất hiện có thể khiến tu vi gia tăng Kim bản nguyên đại thành khiến tu vi của Vương Lâm bất ngờ từ không kiếp trung kỳ tăng lên tới không kiếp hậu kỳ, hơn nữa còn có một bộ phận truyền thừa của tiên tổ, do đó trong cấm cung, sau khi bộc phát ra toàn bộ chiến lực hắn mới có thể khiến phía sau xuất hiện hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương, Sát Lục Lôi Đình chân thân, năm đạo bản nguyên đại thành, ngũ hành chân thân hôm nay cũng đã đầy đủ. Kế tiếp chính là hư bản nguyên của ta nếu có thể tìm hiểu thêm hai hư bản nguyên nữa thì có thể khiến tu vi của ta đạt tới không kiếp viên mãn chẳng qua hư bản nguyên rất khó cảm ngộ rất khó cả đời ta lúc này mới chỉ cảm ngộ được ba hư bản nguyên mà thôi ánh mắt vương lâm lộ vẻ suy tư hắn trong cảnh bình yên khó có được này bắt đầu tính toán con đường cho tương lai của mình nếu chờ cảm ngộ hư bản nguyên mới có thể đề cao tu vi thì sau khi tu hành sẽ rất khó tiến bộ sợ là phải rất nhiều năm tháng sau nữa mới có thể đề cao được vương lâm nhíu mày hải long dưới thân hắn lướt đi ngoài khơi phá tan sóng biển từ xa nhìn lại giống như là một đường thẳng trên mặt biển sóng biển dồn dập khiến mặt biển nhấp nhô rất đặc sắc nhưng vương lâm chỉ nhìn thoáng qua một lần liền bắt đầu suy nghĩ về đường đi cho tương lai của mình như vậy không được nếu như thế thì không biết khi nào ta mới có lực lượng để trở về tiên tộc một lần nữa ta tu hành bất đồng với người khác cứ thấy như vậy thì có lẽ ta có thể tìm ra được một phương pháp có thể làm tu vi ta tiếp tục gia tăng, Vương Lâm chìm đắm trong suy nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua, sau mấy ngày, hai mắt vẫn nhắm chặt của Vương Lâm chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra một tia mệt mỏi, không thể đi theo con đường hư bản nguyên. Nếu như vậy thì đơn giản là ta tìm hiểu hư bản nguyên lâu dài vậy. Trong quá trình này ta sẽ đặt trọng điểm ở ngũ hành chân thân và sát lục lôi đình chân thân, ngũ hành chân thân lúc này thủy Hỏa, thố đã ngưng tụ ra chân thân, còn lại kim và Mộc. Dựa theo suy tính phân tích của ta trong mấy ngày nay, nếu ta có thể khiến kim, một bản nguyên ngưng tụ trở thành chân thân thì ngũ hành chân thân có thể hoàn toàn đúng với tên gọi của nó. Nếu như vậy thì hẳn là có năm phần cơ hội làm cho tu vi của ta tránh được việc cần cảm ngộ hư bản nguyên mà trở thành không kiếp viên mãn. Tuy rằng như vậy chiến lực của ta do hư bản nguyên không hoàn chỉnh nên sẽ suy yếu không ít chỉ khi nào hư bản nguyên đầy đủ thì mới có thể hình thành chiến lực mạnh mẽ, sau đó lại là thân thể sát lục lôi đình, trong đó đã lôi bản nguyên đã ngưng tụ chân thân, còn lại bốn bản nguyên là sát lục, thái sơ, hủy diệt, cấm chế mới chỉ là đại thành. Nếu toàn bộ chúng cũng ngưng tụ chân thân thì thân thể sát lục lôi đình của ta sẽ hoàn mỹ, tu vi của ta sẽ tương đương với vượt qua không kiếp, chẳng qua con đường này còn cần phải sau khi kim, một chân thân xuất hiện mới biết có thể như tưởng tượng của ta hay không vương lâm trong khi trầm ngâm liền quyết định tương lai như vậy còn về hình dáng của đại thiên tôn chi dương sở dĩ có được nó trên thực tế là có liên hệ rất sâu với bộ phận truyền thừa mà ta nhận được từ tiên tổ truyền thừa của tiên tổ không làm tu vi ta gia tăng nhưng lại khiến sau khi ta bộc phát toàn lực có thể ngưng tụ ra mặt trời này có mặt trời này chiến lực của ta sẽ tăng vọt cũng coi như là đền bù việc ta phá tan thiên ngư hồn khải với Tu Vi và chiến lược ngày nay của ta đã là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn. Dù là Đại Thiên Tôn thì nếu không thiêu đốt lực lượng của bản thân, ta cũng có thể đánh với hắn một trận. Nếu ta phân tích chính xác thì ngũ hành chân thân của ta sau khi ngưng tụ được chân thân hết, Tu Vi của ta đề cao sẽ có thể giao thủ được với Đại Thiên Tôn khi thiêu đốt lực lượng của bản thân. Mà một khi thân thể sát lục lôi đình của ta ngưng tụ ra chân thân cả thì trong Đại Thiên Tôn, người có thể chiến thắng ta cũng không nhiều đến lúc đó ta có thể cảm ngộ ra đạo hư bản nguyên thứ tư. Dựa theo minh ngộ của ta ở Đông Lâm Tông, luân hồi chính là hư bản nguyên thứ tư. Sau khi bản nguyên đại thành, ta có thể vào trong mộng chứng tìm kiếm bản thân, khiến cho hư bản nguyên xuất hiện đạo thứ năm. Tới lúc đó thì, hai mắt vương lâm bừng sáng, đại thiên tôn, không phải là đối thủ của ta. Dù là thiên tôn cũng được. Dược thiên tôn cũng tốt, chỉ là một bước quá độ từ không kiếp lên tới đại thiên tôn mà thôi, có thể có có thể không huống hồ ta còn có phân thân trong hư vô của tiên cương phân thân nọ đang trưởng thành không vào những lúc bất đắc dĩ thì không thể vận dụng thời gian ta cần thời gian vương lâm chậm rãi nhắm mắt lại đắm chìm trong không gian trữ vật bao phủ lấy đầu lâu của tiên tổ vật này dọc đường đi vương lâm vẫn luôn nghiên cứu hắn mơ hồ hiểu rằng khi mình có thể hoàn toàn dung nhập đầu lâu của tiên tổ này vào trong hình dáng của đại thiên tôn chi dương của mình thì có thể sẽ khiến hình dáng mơ hồ đó ngưng thật. Một khí ngưng thật thì vương lâm có thể dựa vào mặt trời này trở thành đại thiên tôn chính thức thứ 10 của tiên cương. Trong không gian trữ vật của hắn còn có hai dạng vật phẩm. Thứ nhất là một sợi tóc bạc. Thứ hai là một cái đầu lâu tràn ngập tử khí, nhỏ bằng nắm tay hai dạng vật phẩm đặc biệt này cũng mang lại cho vương lâm một cảm giác phi thường quen thuộc nhưng hắn mãi vẫn không nghĩ ra nguồn gốc của những thứ này thời gian trôi qua sóng gió ngoài khơi càng ngày càng kịch liệt còn tồn tại một luồng pháp tắc của tiên cương lực lượng này là vách ngăn mấu chốt giữa tiên cổ nhưng đối với vương lâm mà nói luồng lực lượng này còn kém rất nhiều so với lực lượng trong hư vô của tiên cương hắn có thể không để ý tới khí tức tản ra bao phủ thân thể hải long khiến cho tốc độ của hải long càng lúc càng nhanh, trên bầu trời còn có một điểm đen. Điểm đen đó chính là văn thú. Nó được vương lâm thả ra, phát ra tiếng rít vui sướng giữa không trung, đi theo vương lâm hướng về cổ tộc. Mấy tháng sau, khi vương lâm mở mắt ra một lần nữa thì hắn đã thấy phía xa xa ngoài khơi một vùng đất màu đen. Nơi này hoàn toàn bất đồng với tiên tộc tràn ngập tiên linh khí, lộ ra vẻ to lớn thê lương. Chương 2003, Sứ đoàn đạo cổ, cổ tộc, trời đất bao la toàn bộ đều là hắc thổ hoàn toàn khác biệt với sự tươi đẹp mỹ lệ của tiên tộc nơi này tràn ngập một vẻ mênh mông và thô cùng nhất là mặt đất màu đen kia khiến cho người ta liếc mắt nhìn lại tự nhiên có một áp lực nhưng đồng thời thiên địa mênh mông kia khiến cho áp lực này khi ánh mắt phóng về phía chân trời giống như chỉ hô hấp vào khí tức của cổ tộc là có thể dung hòa ở nơi này khác với hoàn quyền duy nhất trên ngũ châu của tiên tộc cổ tộc là một nền quân chủ chuyên chế hoàn toàn cũng giống như là một nước. Trên mặt đất của cổ tộc này phân ra ba quốc gia của Đạo cổ, Cực cổ và Thủy cổ, quyền lợi của ba vị cổ hoàng trong ba nước này tiên hoàng không thể so bì được, ở nơi này, hoàng quyền là chí cao vô thượng, trở thành một áp lực vô hình, bao phủ mặt đất, bao phủ trái tim của tất cả tộc nhân của cổ tộc, như hoàng cung của tiên tộc kia, một khi gặp nạn, tất cả mọi người trong hoàng cung sẽ không do dự rút chạy, không chọn cách điên cuồng liều mạng. Nhưng ở cổ tộc bất cứ một hoàng cung nào nếu xuất hiện một chuyện như vậy thì chỉ có hai việc xảy ra một là người xâm lược tử vong hai là tộc nhân toàn tộc bị diệt tuyệt đây chính là truyền thừa từ vạn cổ của cổ tộc thậm chí bị tiên tộc nhạo báng nhưng lại là hoàng quyền mà các đời tiên hoàng đều khát vọng hoàng đế của cổ tộc chính là trời chính đại biểu cho cổ tổ huyết mạch cao quý bất cứ lực lượng nào cũng đều không thể tiêu diệt cổ tộc là huyết mạch có tôn ti nhất ngay cả đại thiên tôn cũng không có quyền lực đổ cổ hoàng về mặt tu vi thì đại thiên tôn là cao nhất là người bảo vệ của một tộc nhưng về mặt quyền lực thì cổ hoàng có thể hiệu lệnh tất cả tộc nhân của một tộc thậm chí nếu như xảy ra chuyện đại thiên tôn làm trái lệnh cổ hoàng thì tộc nhân nghe lệnh của cổ hoàng sẽ vượt xa đại thiên tôn điểm này khác với tiên tộc đại thiên tôn của tiên tộc như cửu đế có can đảm tính kế với tiên hoàng thậm chí còn ra tay giết chóc nhưng ở cổ tộc cho dù là Đại Thiên Tôn tu vi vô thượng, cũng sẽ không vì bất cứ một nguyên nhân gì mà làm tổn thương cổ hoàng, bởi vì còn một phong ấn vạn cổ đối với hành động này. Đó là Đại Thiên Tôn mạnh nhất tiên cương ở trong thánh địa kia, hắn bảo vệ cổ tam mạch, bảo vệ những người có khả năng trở thành cổ hoàng, ở chính giữa của tam mạch, ở nơi tiếp giáp của tam mạch chính là thánh địa của cổ tộc, cũng là nơi ở của Đại Thiên Tôn mạnh nhất kia, tất cả mọi chuyện liên quan tới cổ tộc, thông qua huyền la ở trong động phủ giới qua quyển sách cổ trong tử dương tông của song tử đại thiên tôn khiến cho vương lâm cũng hiểu rõ một chút, không đến nỗi mờ mịt như khi mới tiến vào tiên tộc năm đó, nhưng phạm vi của cổ tộc này dù sao cũng quá lớn, mà trong tay vương lâm lại không có ngọc giảng bản đồ đi về phía đạo cổ, cho nên cần phải tìm được ngọc giảng, sau đó mới có thể đi tới hoàn thành của đạo cổ, cổ tam mạch, thủy cổ là mạnh nhất, cực cổ là đoàn kết nhất, còn đạo cổ có đông tộc nhân nhất, nhưng cũng là yếu nhất vương lâm đi trên vùng đất màu đen kia nhìn về phía trước hít một hơi thật sâu hắn ngồi xổm xuống nắm một nắm đất ở nơi này đặt lên mũi hắn có thể cảm nhận được ở trên nắm đất này có một lực lượng khiến cho huyết mạch cổ tộc trong cơ thể hắn rung động sư tôn đệ tử tới cổ tộc rồi vương lâm đứng lên đi về phía trước ở phía trước vương lâm trên vùng đất của cổ tộc giáp với biển này có một tòa thành rất lớn tòa thành này toàn bộ đều là những kiến trúc màu đen từ xa nhìn lại rất là thô ráp, nhưng khuếch tán ra vẻ bá đạo, vẻ bá đạo này giống như đều có trong tâm mỗi tộc nhân cũng như trong kiến trúc, trong thành, toàn bộ nhà cửa đều mang một vẻ thô ráp, vô cùng khổng lồ. Tộc nhân của cổ tộc vội vã đi lại, còn có một vài đại hán mặt bị giáp không ngừng quát tháo ở bên trong thành, người ngoài nhìn thấy bọn họ lập tức lộ vẻ sợ hãi, đều lần lượt lùi lại, ở bên ngoài cửa thành, dòng người như thủy triều thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. Vương Lâm nhìn cửa thành ở đằng xa, không đi vào, mà đứng ở đó nhìn đám người cổ tộc kia. Hắn ở nơi này nhìn thấy được cổ yêu, cổ ma, còn có cổ thần. Những người này mặc dù kích cỡ thân thể như thường, nhưng trên mi tâm, mắt trái mắt phải đều có tinh điểm, khiến cho Vương Lâm cảm thấy rất quen thuộc. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy nhiều tộc nhân của cổ tộc như vậy. Ở bên cạnh cửa thành còn có 7-8 đại hán toàn thân mặt bị giáp, trên mi tâm hoặc trong đôi mắt những người này đều có tinh điểm lóe lên, mỗi người đều có khoảng 5-6 tinh điểm. Bọn họ mang theo vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, ánh mắt đảo qua những người qua lại cửa thành, đồng thời miệng còn quát lên, nhanh lên một chút, ở phía sau nhanh lên một chút. Nửa ném hương nữa sẽ đóng cổng thành, sau khi tiến vào hắc thạch thành, phải lập tức tản ra, cấm thành 3 ngày. Nếu không có lệnh của thành chủ, không cho phép ra ngoài, trong tiếng quát của đại hán này, ở chỗ cửa thành vốn náo nhiệt dần yên tĩnh trở lại. Những người muốn vào thành kia đều nhanh chân hơn, không tới nửa nén hương sau ở bên ngoài cửa thành đã trống trải, so với sự náo nhiệt vừa rồi tương phản rất lớn, những người của cổ tộc tiến vào thành đều lập tức tản ra, khiến cho bên trong thành rất nhanh liền không thể nhìn thấy có bao nhiêu thân ảnh, chỉ nhìn thấy một trăm đại hán mặt bị giáp đang đứng ở những góc chủ chốt bên trong thành, ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía một tòa nhà cao vút ở trung tâm của tòa thành này sự trống trải của nơi này nhoáng một cái đã làm hiển lộ ra thân ảnh vương lâm đang ở cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý của bảy tám đại hán ở bên ngoài cửa thành kia thần sắc vương lâm bình tĩnh hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía tòa thành kia lại xoay người đi về phía đằng xa thành này không có cao thủ vương lâm muốn ngọc giảng bản đồ càng chi tiết càng tốt ngọc giảng như vậy chỉ có ở trên người cao thủ mới có nhưng hắn vừa xoay người lập tức ở phía sau có thanh âm truyền đến đứng lại chỉ thấy trong bảy tám đại hán kia có hai người lập tức đi ra. Hai người này đều có thân thể cổ thần, trên mi tâm mỗi người đều có năm tinh điểm, lúc này bước nhanh tới, vương lâm nhướng mày, dừng chân lại, xoay người lại nhìn về phía hai người đang lao tới, ngươi là ai, từ đâu tới, hai đại hán kia ánh mắt lấp lánh, trong đó có một người vẽ mặt dữ tợn, mở miệng quát, vương lâm, vương lâm chậm rãi nói, ta thấy ngươi đứng ở chỗ này cũng đã lâu, cũng không vào thành, ngươi hãy đem lệnh bài thân phận ngươi ra đây. Đại hán kia nhìn chầm chầm vương lâm, vương tay phải ra, còn nữa, đem tộc ấn của ngươi ra đây. Đại hán ở bên cạnh hắn lại nói, vương lâm mỉm cười, trên mi tâm chậm rãi hiện ra chính tinh điểm. Chính tinh điểm này lóe lên, phát ra u quang, khiến cho vương lâm thoạt nhìn không khác gì tộc nhân của cổ tộc. Ngay khi những tinh điểm này hiển lộ ra, hai đại hán kia liền sửng sốt, đồng tử trong hai mắt co rút lại, liên tục lùi lại vài bước nhất tề hướng về vương lâm ôm quyền, tham kiến thần thánh đại nhân, bọn tại hạ không biết đại nhân tới, vừa rồi nói năng bất kính, xin thần thánh đại nhân trách phạt, hai người ôm quyền, thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ cung kính, còn mang theo một vẻ cuồng nhiệt, hai người bọn họ biến đổi như vậy lập tức khiến cho năm người còn lại ở bên ngoài cửa thành chú ý, sau khi nhìn thấy chính tinh điểm ở trên mi tâm vương lâm, cả đám lập tức thần sắc đột biến, đều tiến đến hướng về phía vương lâm ôm quyền vái một cái, tham kiến thần thánh đại nhân. Vương Lâm có chút kinh ngạc, nhưng thần sắc vẫn như thường. Đối với cổ tộc hắn thực tế cũng không hiểu biết nhiều, chỉ biết được một chút đại khái về địa hình cùng với kết cấu đơn giản, còn liên quan tới tập quán và sự phân chia thân phận thì hắn cũng không biết, sau khi ta hiển lộ ra cửu tinh cổ thần, bọn họ liền gọi ta là thần thánh đại nhân. Nói như vậy thì ở cổ tộc này, cửu tinh cổ yêu chính là yêu thánh, cửu tinh cổ ma là ma thánh sao? Vương Lâm suy đoán một chút truyền thừa ta đạt được từ dịp mịch vẫn còn có một chút không hoàn chỉnh, những chuyện có liên quan tới ký ức càng không biết được nhiều, chỉ biết là ở cổ tộc này bất luận là tộc nhân của mạch nào cũng đều do cổ thần, cổ yêu, cổ ma kết hợp thành. Nói như vậy, không biết sau khi đồng thời có được cửu tinh cổ thần, cổ yêu và cổ ma thì ở cổ tộc này sẽ được xưng hô là gì? Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhớ lại trong đệ nhị tổn kiếp của bản thân bên trong động phủ giới, bản thân đã đạt được hồn huyết cùng với sự thừa nhận của cổ tổ, những năm gần đây, thân thể cổ tộc của Vương Lâm mặc dù không được tu luyện mạnh mẽ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã đạt được cửu tinh của toàn bộ tam cổ, chỉ là cũng rất ít khi hiển lộ ra mà thôi, nhìn bộ dạng mấy người này, ở cổ tộc, người có thể đạt tới cửu tinh hình như cũng không nhiều lắm. Cũng có lẽ vì nơi đây quá heo hút, đủ loại ý niệm lóe lên trong đầu Vương Lâm, cũng hiển lộ ra ngoài mặt một chút, không sao. Trên người ngươi có ngọc giảng bản đồ không? Vương Lâm tùy ý hỏi. Lời nói của hắn không nhiều người của tiên tộc có thể hiểu được, vì đây là ngôn ngữ đặc biệt của cổ tộc. Đại hán kia sửng sốt, nhưng không nói nhiều lời, tay phải dơ lên vỗ vào ngực, lập tức có một ngọc giảng hiện ra. Ngọc giảng này bất là là tiên hay cổ cũng đều có thể sử dụng, nhưng việc ghi chép và mở ra cũng cần có những khí tức khác nhau. Ngọc giảng này của tiểu nhân ghi chép không được đầy đủ. Chỉ có phạm vi đại khái. Đại Hán kia cung kính dân lên Ngọc giản. Sau khi Vương Lâm nhận lấy liền dùng sức mạnh cổ tộc đảo qua, Ngọc giản này quả thật đúng như lời đối phương nói, cực kỳ đơn giản, chỉ có vài quận phụ cận là kể lại được chi tiết, còn càng ra xa lại càng mơ hồ. Nhưng thông qua Ngọc giản bản đồ này Vương Lâm cũng hiểu rõ thêm được một chút, hiện giờ đã xác định được 36 quận của cổ tộc, 12 quận ở phía trên cùng là của thủy cổ nhất mạch, hai hướng còn lại ở bên dưới tạo thành một vùng đất hình tam giác đó là chỗ của cực cổ và đạo cổ. Hắc thạch thành này ở bên rìa của một tan quận thuộc thủy cổ, không biết vì sao ở đây lại đóng cửa thành. Vương Lâm vuốt ngọc giảng, chậm rãi nói, bẩm thần thánh đại nhân, bọn tại hạ phụng mệnh của thành chủ, trong vòng một nén nhang phải dọn dẹp thông thoáng bốn cửa thành của Hắc thạch thành để nên đón hoàng tử cùng với sứ đoàn của đạo cổ tới. Một trong hai đại hán ở trước mặt Vương Lâm vội vàng cung kính nói, không giấu dếm một chút nào, đạo cổ sứ đoàn ta vừa mới xuất quan, đối với việc này cũng không biết, ngươi kể lại rõ chi tiết xem, ánh mắt vương lâm không thể không lóe lên. Đại hán kia không chần chừ một chút nào, cung kính nói, đạo cổ sứ đoàn này tiểu nhân cũng không biết được nhiều, chỉ nghe nói là do đạo cổ hoàng tộc phái tới, trong mấy trăm năm nay không ngừng tìm kiếm mỹ nữ trong toàn bộ cổ tộc, nghe nói nghe nói đạo cổ hoàng đế muốn chọn phi tầng.